Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 541. Khi còn ở cảnh giới tiên thiên, Lâm Nhất đã xem qua một lượt nhưng phát hiện không hiểu gì cả, cũng không thể tu luyện. Sau khi đột phá huyền quan, hắn vẫn luôn ổn định tu vi, không có thời gian tu luyện trưởng pháp này. Bây giờ muốn thuần thục trưởng pháp này trong 20 ngày, Lâm Nhất không tự tin lắm. Sau này Đại Phong Kình sẽ là đòn sát thủ của ta, hiện tại tạm thời chưa dùng được. Sau khi tự nhủ một mình, Lâm Nhất cất miếng ngọc giản này đi, ánh mắt rơi trên miếng ngọc giản Long Hổ Quyền, hắn không khỏi nở nụ cười khổ. Nếu 10 ngày trước hắn có được cả bộ Long Hổ Quyền thì cũng không đến mức phải khổ sở đi cầu xin bá kiếm. Lưu Thương công tử đã từng thể hiện uy lực của Long Hổ Quyền cho hắn xem. Mà tính thời gian hắn luyện trưởng pháp này, nếu bắt đầu tính từ Long Hổ Quyền thì có thể coi là đã có nền tảng 2, 3 năm. Không cần đến 20 ngày, Lâm Nhất tự hỏi mình, nhiều nhất là 10 ngày, hắn đã có thể tu luyện trưởng pháp này tới cảnh giới đại thành. 10 ngày còn lại, vừa hay dùng để lĩnh hội bá kiếm. Có Long Hổ Quyền trong tay, hắn chẳng còn sợ đấu với Diệp Lưu Vân nữa. Nếu lại luyện thêm được một chút bá kiếm thì sẽ lại có thêm một con át chủ bài. Lâm Nhất dán miếng ngọc giản Long Hổ Quyền lên trán, lượng lớn thông tin liên tục tràn vào đầu. Quyền này có 4 ấn ký, chỉ khi tu luyện cả 4 ấn này mới hoàn toàn phát huy được thực lực của Long Hổ Quyền. 4 ấn phân biệt là Bất Diệt Kim Cương ấn, Phá Không ấn, Phục Ma ấn, Chư Thiên ấn. Long Hổ Quyền này thực sự không đơn giản, những lĩnh ngộ trước đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Không đủ 4 ấn thì không bao giờ phát huy được lực sát thương thực sự của Long Hổ Quyền, võ kỹ Phật môn quả nhiên cao thâm. Mình đã luyện thành thục Bất Diệt Kim Cương ấn, bây giờ luyện Phá Không ấn trước đã, ấn này kết hợp với Long Phi Hổ Khiêu sẽ phát huy được uy lực cực lớn. Lâm Nhất thì thầm tự nhủ, sau đó liên tục đấm ra từng quyền trong rừng táng kiếm. Rầm rầm rầm, trong rừng trúc chợt vang lên những âm thanh kinh thiên động địa, tiếng rồng gầm hổ ngâm không ngớt. Phá Không, Phá Không, tại sao lại là Phá Không? Lâm Nhất nghiền ngẫm, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Lưu Thương công tử thi triển Long Phi Hổ Khiêu ngày đó. Không vốn là không có, tại sao lại phải phá? Chắc mình đã lỡ thứ gì đó. Sau khi thử nhiều lần, cuối cùng Phá Không ấn của Lâm Nhất cũng nhập môn, nhưng hắn vẫn chưa thể lĩnh ngộ được ý nghĩa thực sự của trưởng pháp này. Nhưng hắn không bỏ cuộc, luyện tập không trọng biết mệt mỏi trong rừng táng kiếm. Đồng thời hắn cũng phải chịu áp lực từ kiếm ý ở khắp mọi nơi trong rừng. Rắc, chương 542. Không biết đấm ra bao nhiêu quyền, trong không trung dường như chợt có tiếng rắc, khiến Lâm Nhất phải suy tư. Nhìn thấy là thật, không thấy là không, trong lòng không có gì mới là không. Phá Không là phá mãnh hổ và chân long trong lòng, đến cả vọng tưởng trong lòng còn phá được thì còn gì không thể phá nữa. Hai mắt Lâm Nhất sáng ngời. Suy tư một hồi sau đó hắn thét dài, hai tay kết ấn rồi đánh ra một quyền. Lần này, ấn ký của hắn vừa đánh ra, cả người lập tức tỉnh táo, tĩnh tâm như bước vào trạng thái hư vô nào đó. Đúng, chính là thế này. Phá Không là phá Long Hổ trong lòng, Phá Không ấn thực ra là phá tâm chi lực. Kết hợp ấn này và Long Phi Hổ Khiêu, tay trái chuẩn bị sẵn sàng mới có thể bộc phát ra sức mạnh bùng nổ của hổ nhảy qua sông núi, phá không mà tới. Ý cười nhạt hiện lên trên mặt Lâm Nhất, cuối cùng hắn cũng hiểu được ý nghĩa của Phá Không ấn, trưởng pháp Long Hổ Quyền chỉ còn cách cảnh giới đại thành một bước quan trọng nhất nữa thôi. Sau một lúc, hai tay Lâm Nhất kết thành thủ ấn, Phá Không ấn nháy mắt được hình thành. Khí tức cuồng bạo dâng trào trên người hắn, nhưng trong mắt lại phảng phất có sự thiền định, tĩnh lặng mà thư thái. Long Phi, Hổ Khiêu. Nhưng dưới sự gia trì của Phá Không ấn, khi hắn thi triển Long Phi Hổ Khiêu trong quyền mang đáng sợ lại có ẩn chứa kiếm kình. Một quyền đánh ra, xương cốt toàn thân nổ tung theo, bộc phát ra âm thanh cực lớn như sông lớn cuộn trào. Trong rừng táng kiếm khổng lồ, dưới tác động của sức mạnh một quyền này, cát bụi và lá rụng đều bay lên. Tuy nhiên dưới áp lực nặng nề của Lâm Nhất, cát bụi và lá vụn bay lên rồi ngưng trệ trong không khí một thời gian ngắn. Người ngoài nhìn vào, thời gian dường như trôi chậm lại. Thập Tam gia ở bên ngoài khu rừng quan sát hết thảy, khuôn mặt trước giờ luôn bình tĩnh cũng hơi thay đổi, ông vuốt râu cười khẽ, mấy chiêu khua chân múa tay trẻ con này cũng thú vị phết,
không ngờ kết hợp với kiếm kình lại hoàn mỹ đến vậy. Không biết lão già của Huyền Thiên Tông nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào. Uy danh đại tân, Long Hổ Quyền được mệnh danh là vô địch thiên hạ, cũng chỉ có thập tam gia dám gọi nó là mấy chiêu khua chân múa tay trẻ con. Phá! Lâm Nhất hét lớn một tiếng, tay trái chuẩn bị sẵn sàng phóng lên không trung. Dường như có bóng mãnh hổ uy lăng thiên hạ, nhảy qua sông núi, vượt qua bắc nam. Rắc rắc rắc! Gió mây thay đổi, vô số hạt bụi và lá rụng ngưng lại trong không trung bị chém thành từng mảnh vụn. Khi Lâm Nhất thu tay lại thì rừng táng kiếm như được cuồng phong bão táp gột rửa nhiều lần, sạch sẽ không một hạt bụi. Chương 543. Phù. Lâm Nhất thu quyền lại rồi đứng lên, thở ra một hơi khí đục thật dài. Khí như trường xà, mềm mại uốn lượn nhưng lại như một thanh kiếm sắc bén mà không tán loạn. Bất giác, khi Lâm Nhất tu luyện Long Hổ Quyền thì tu vi của hắn cũng trở nên thâm hậu hơn rất nhiều. Thấy không có gì không phải không có gì, trong lòng không có gì mới là không. Phá không ấn là phá Long Hổ trong lòng, phá tâm chi lực. Nhìn rừng trúc sạch sẽ tứ phía, trên mặt Lâm Nhất lộ ra vẻ hài lòng, khóe miệng nở nụ cười khẽ. Bốn ấn của Long Hổ Quyền, bất diệt kim cương ấn, phá không ấn, phục ma ấn và chư thiên ấn. Hai ấn đã hoàn thành, chỉ còn lại phục ma ấn và chư thiên ấn, nếu tu luyện thành công, Long Hổ Quyền của hắn cũng coi như tới cảnh giới đại thành. Bốn ấn có thể sử dụng như một võ kỹ riêng biệt, cũng có thể sử dụng thêm trường pháp này để gia trì, cũng có thể xếp chồng lên để tạo thành các kết hợp khác nhau. Ví dụ như sử dụng phục ma ấn và kim cương ấn cùng lúc có thể tạo thành kim cương phục ma ấn, cũng có thể sử dụng với chư thiên ấn tạo thành kim cương chư thiên ấn. Thậm chí có thể sử dụng ba ấn, bốn ấn một lúc, miễn là cơ thể có thể chịu được. Các thiên kiêu của Huyền Thiên Tông đều tu luyện bốn ấn trước, sau đó mới luyện trưởng pháp, trước kia mình đã làm ngược đầu đuôi. Sau khi nắm giữ thành thục hai ấn, Lâm Nhất có cảm giác như mây tan thấy được ánh mặt trời, sáng tỏ thông suốt. Nhìn như chỉ có bốn ấn nhưng thực tế lại biến đổi thất thường, kết hợp với quyền pháp chín chiêu thức thì có thể nói là biến đổi khôn lường. Nhà Phật có câu nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Nhìn như một bông hoa thực ra lại là một thế giới, nhìn như một trưởng pháp thực ra lại nhiều mênh mông. Sau khi lĩnh ngộ, Lâm Nhất liên tục vung quyền tạo thế Long Hổ, hắn lại điên cuồng tu luyện trong rừng táng kiếm lần nữa. Rầm rầm rầm, hắn vung quyền như chớp. Lúc như giao long ra khơi, lúc như hổ nhảy qua núi non biển cả, dưới quyền mang mãnh liệt của hắn, kiếm ý lan khắp tứ phương cũng giống như sông hồ, sóng biển chấn động, rừng trúc đung đưa, tiếng kiếm không dứt. Bởi vì quyền của hắn chứa đựng kiếm mang sắc bén, chứa đựng kiếm ý mà hắn đã nhận ra giữa sự sống và cái chết. Quyền kiếm hợp nhất, lấy quyền làm kiếm, kiếm là quyền. Dần dần hắn thi triển thuần thục như gió thổi mây trôi. Long Hổ Quyền sóng gió bão bùng, có một chút thay đổi so với sự thong thả như đang đi dạo của Lưu Thương công tử. Quyền là Long Hổ Quyền, nhưng mấu chốt là Lâm Nhất, kiếm khách Lâm Nhất. Không phải vung quyền mà là rút kiếm, quyền vung như kiếm, võ kỹ sắc bén. Bí ẩn khó đoán, rừng táng kiếm được bao phủ với linh văn dày đặc, dưới quyền mang của hắn rộ ra những ánh sáng trong suốt, lộng lẫy. Chương 544. Phục ma ấn cần phải dùng đại đức và đại uy của cao tăng nhà Phật để trấn nhiếp yêu ma, Phật uy oai nghiêm khiến ma quỷ phải sợ hãi. Ta không có Phật uy, cũng không hiểu đạo lý nhà Phật, càng không thể vào Phật môn như Lưu Thương công tử. Nhưng ta có nhất kiếm, trải qua sinh tử, muôn ngàn thử thách, cương trực công chính. Nhất kiếm vung ra như ánh sáng mặt trời, tựa mặt trời thiêu đốt, giống ngọn lửa rực cháy, như trái tim ta, quyết chí tiến lên, không sợ sinh tử. Lâm Nhất bỏ qua giáo lý nhà Phật, sử dụng kiếm ý mênh mông của mình để diễn hóa ra phục ma chi âm. Vút! Sau lưng hắn có kim quang chói lọi, kiếm ý vô tận biến thành trường kiếm với quang mang vạn trượng. Ta không phải Phật nhưng ta có kiếm, không sợ sinh tử, không sợ quần ma, ta lấy kiếm của ta hàng yêu diệt quỷ. Kiếm rút ra, phục ma ấn hình thành. Vẻ mặt Lâm Nhất nghiêm túc, hai tay tạo thành thủ ấn, hắn quát to một tiếng. Phục ma kiếm uy sau lưng ngưng tụ thành thanh kiếm khổng lồ dài trăm tấc, uy thế chói lọi như bầu trời. Leng keng, uy lực bất diệt của phục ma ấn lưu lại, hai tay Lâm Nhất nắm chặt, một quyền tung ra, quyền mang sắc bén như lợi kiếm, tiếng hú dài không dứt,
toàn thân bạo phát chân nguyên, diễn hóa thành phục ma kiếm uy, không phải ta thì là ai? Đã quá, đây mới là long hổ quyền thuộc về Lâm Nhất ta, phục ma kiếm uy không sợ yêu tà, xả sinh vong ngã. Chỉ cần kẻ địch có một chút sơ hở là sẽ lập tức tan rã, không thể kiểm soát. Lâm Nhất không giấu được vẻ vui mừng trên mặt, khi thật sự đã hiểu thấu ngọn nguồn, hiểu thông suốt phá không ấn thì phục ma ấn cũng sẽ dễ lĩnh ngộ hơn. Chỉ là có đôi chút khác biệt với phục ma ấn của Lưu Thương công tử, nhưng với Lâm Nhất mà nói nó chỉ mạnh hơn chứ không yếu, phù hợp với bản thân hắn nhất. Phụt phụt phụt. Hắn dùng phục ma ấn để gia trì, quyền mang liên tục không ngớt, hắn đánh cực kỳ sung sướng. Mặt trời mọc rồi lại lặn, trong rừng táng kiếm, thời gian không ngừng trôi đi, nhưng Lâm Nhất lại như không biết, hắn hoàn toàn đắm chìm trong việc luyện long hổ quyền. Hắn đã phát hiện ra một số bí mật nhỏ, không biết là vì linh văn dày đặc, kiếm ý như biển trong rừng táng kiếm hay là do chân nguyên của hắn. Sau khi trải qua quá trình tinh luyện tuế nguyệt chi lực, chỉ dựa vào việc luyện long hổ quyền mà tu vi của hắn đã tiến bộ rất nhiều. Nghe có vẻ khá kỳ lạ. Lý do trong này, hắn chỉ có thể xong việc rồi đi hỏi thập tam gia thôi. Chư thiên ấn, ấn cuối cùng này thật sự rất thần bí, mãi không thể hiểu được. Thấm thoát đã 7 ngày trôi qua, Lâm Nhất đã luyện kim cương ấn, phá không ấn, phục ma ấn tới đại thành, có thể làm theo mình điều khiển, thu vào hay phóng ra đều do mình. Giơ chân nhấc tay cũng dễ dàng tạo thành kết ấn. Chỉ có chư thiên ấn, rèn đi luyện lại mãi vẫn chưa thấy kết quả, ngược lại còn loạn hết lên, càng luyện càng rối. Trên thực tế, Lâm Nhất đã hơi điên. Chương 545. Huyền Thiên Tông nói luyện long hổ quyền trước tiên phải luyện 4 ấn trước, chỉ cần luyện tốt một ấn là có thể luyện được 9 thức sát chiêu của long hổ quyền. Cũng như hắn, chỉ trong vài ngày đã lĩnh ngộ được sự huyền diệu của 3 loại ấn. Có thể nói là hiếm thấy. Dù thiên tài như Lưu Thương công tử cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể luyện thành 3 loại ấn. Ấn cuối cùng lại càng hao tâm tổn sức, sau khi vào Phật môn mới tìm ra lối đi, sau khi luyện thành 4 ấn, hắn ta mới trở thành Lưu Thương công tử uy danh lẫy lừng. Lại 3 ngày nữa trôi qua, Lâm Nhất đã luyện kim cương ấn, phá không ấn và phục ma ấn tới cảnh giới cao nhất, đạt đến đỉnh phong gần tới viên mãn. Chỉ có chư thiên ấn là hắn vẫn chưa thể hiểu được, không còn cách nào khác đành phải từ bỏ. Hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ sự kiên trì nào đó, nhưng làm người không được bảo thủ, tạm thời không ngộ ra cũng không sao, bị mắc kẹt trong đó, dậm chân tại chỗ mới là phiền phức lớn nhất. Dựa vào 3 ấn long hổ quyền này, kết hợp với quyền kiếm hợp nhất, khi ta lên đến huyền võ tầng thứ 2 chắc chắn có thể chiến đấu với Diệp Lưu Vân, tỷ lệ thắng ít nhất là 7 phần. Lâm Nhất hiểu rõ uy lực của 3 ấn, lại thêm chân nguyên được tuế nguyệt chi lực tôi luyện. Hắn có tự tin tuyệt đối sẽ không thua Diệp Lưu Vân. Nhưng 7 phần đã đủ chưa? Chưa đủ, hoàn toàn không đủ. Hắn đã đồng ý với Hân Nghiên sư tỷ sẽ giết Diệp Lưu Vân, hắn ta phải chết, vậy hắn phải nắm chắc 10 phần mới được. Hắn phải luyện bá kiếm, kiếm pháp này có lực sát thương lớn hơn. Lăng Tiêu kiếm các có rất nhiều người luyện kiếm pháp này mà phải hứng chịu phản phệ dữ dội của công pháp, có thể nói là không chết cũng tàn phế. Hôm đó trưởng lão thủ các ngăn cản hắn lựa chọn kiếm pháp này là vì không muốn hắn lầm đường lạc lối. Không muốn hắn phải chết vì nó. Lâm Nhất đặt ngọc giản bá kiếm giữa hai đầu mày, trong đầu lập tức hiện lên một bức tranh. Bức tranh bao la vô biên, núi sông trong tranh tuyệt đẹp, sông dài vạn dặm, có thành trì, có chư hầu. Có đế quốc, cũng có hoàng triều, quân lâm thiên hạ. Hoàng triều sụp đổ, khói lửa ngút ngàn, chiến hỏa liên miên, chư hầu tranh bá, đế quốc bất hòa. Cuối cùng có một người cầm kiếm làm lung lay núi biển vạn dặm, bá khí ngang ngược khiến thiên hạ khiếp sợ. Vút, nhát kiếm đâm xuyên bức tranh, Lâm Nhất mở mắt, khóe miệng trào ra một vệt máu. Mặt hắn tái đi, tự mình lẩm bẩm thật khủng khiếp. Mình còn chưa chính thức tu luyện đã không chịu nổi bá khí trong ngọc giản này. Mình nghĩ với uy lực của kiếm này, chỉ sơ thành thôi, khi thi triển 1/10 uy lực cũng đã có thể đánh bại Diệp Lưu Vân. Nhắm mắt lại, Lâm Nhất cầm ngọc giản công pháp trong tay, tiếp tục lĩnh hội. Bá kiếm, Lăng Tiêu kiếm các, võ kỹ cấm kỵ, uy lực đáng sợ, bá đạo vô song. Nhưng lại chỉ có một chiêu. Không đúng, là một kiếm. Hắn nhớ chấp sự ở tầng 3 đã giải thích rõ ràng bá kiếm không phải một chiêu,
mà là một kiếm. Chương 546. Một chiêu và một kiếm có gì khác nhau? Có khi nó thật sự có ý nghĩa sâu xa. Thời gian dần trôi, Lâm Nhất ở trong rừng táng kiếm nhắm mắt lĩnh ngộ, trận chiến sinh tử đã ngày một tới gần. Thế nhưng hắn lại thờ ơ, lĩnh ngộ bá kiếm mà cả nghìn năm nay không mấy người của Lăng Tiêu kiếm các luyện được. Đột nhiên lông mi hắn khẽ run, hai mắt chợt mở ra. Quả nhiên là một kiếm chứ không phải một chiêu, nhưng một kiếm này lại khá dài. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng, hắn chậm rãi đứng lên, bẻ một cây kiếm trúc, lấy trúc xanh làm kiếm, vung tay tạo thế. Gọi là một chiêu thì là một chiêu, dù thay đổi thế nào cũng là một chiêu. Nhưng một kiếm thì không chỉ có một chiêu. Một kiếm quét sạch thiên hạ là một kiếm quét sạch bát hoang vẫn là một kiếm lên cửu thiên cũng là một kiếm chém mây vẫn là một kiếm. Trúc xanh trong tay hắn càng lúc càng chậm, càng lúc càng chậm. Nhưng theo bước chân hắn từ từ di chuyển, linh văn dày đặc bao phủ sâu trong lòng đất của rừng táng kiếm lại rung lên. Mặt đất đột nhiên liên tục rung chuyển. Hắn quét sạch vạn vật, đập tan bát hoang, uy lăng cửu thiên, chém đứt mây trôi, dường như đã một năm trôi qua, lại như một đời trôi qua. Nhưng trong mắt Lâm Nhất lại chỉ là một khoảnh khắc, chỉ là một kiếm. Đột nhiên bá khí vô tận bộc phát ra khỏi cơ thể hắn, tử diên hoa dày nặng như núi trong đan điền tản ra ánh sáng chói lọi như mặt trời. Bùm! Hắn đâm ra một kiếm, trúc xanh trong tay nổ tung. Trong rừng táng kiếm có vô số kiếm trúc bị chém gãy ngay tại chỗ, giống như tội nhân quỷ gãy hai chân. Một kiếm này rất dài, một kiếm bá đạo, chém cả bát hoang, mây răng cửu thiên. Trước căn nhà chính, một cơn gió thổi qua. Tóc dài màu trắng xám trước trán thập tam ra khẽ đung đưa, ông mở mắt ra cười bảo, bá kiếm sao? Tiểu tử này như đã nhập môn, nhưng lại như còn lâu mới tới. Bùm! Lời ông lão vừa dứt, từng cơn gió thổi qua mặt hồ lạnh lẽo, mặt hồ như tấm gương nứt ra thành từng đường, sau đó một làn sóng lớn nổi lên. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nhưng sau khi gió ngừng thổi, làn sóng hỗn loạn trên mặt hồ cũng không lắng xuống. Giống như cái chết của Vương Ninh, đã một tháng trôi qua mà nỗi hận trong lòng Vương Diễm vẫn chưa nguôi, ngược lại còn càng ngày càng mãnh liệt. Nội thành đế đô, tông tộc Vương Thị. Trên diễn võ trường, Diệp Lưu Vân mặc áo xanh, tay cầm cổ kiếm, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, lấy một địch ba. Ba người họ là con cháu nhà họ Vương, ai cũng có tu vi huyền võ tầng thứ ba. Nhưng dưới kiếm thế của Diệp Lưu Vân thì cũng chật vật, thảm hại, tình thế cực kỳ nguy hiểm, không có sức trở mình. Phút phút phút, thanh kiếm giống như mặt trời rực rỡ, chói mắt lạ thường. Một kiếm vung ra, quang mang bùng lên, giống như những vì sao vỡ vụn, mô phỏng cảnh tượng đáng sợ khi sao trời nổ tung. Diễn võ trường sụp đổ, ba thiên kiêu tinh nhuệ của tông tộc Vương Thị đều phun ra một ngụm máu. Sau đó ngất ngay tại chỗ, uy lực của nhát kiếm này có thể phá tan các vì sao. Không ngờ đã tới đại thành rồi, Diệp Lưu Vân quả là nhân tài hiếm có, đáng để ta bỏ ra một lượng tài nguyên không lỗ cho hắn, toái tinh kiếm pháp này có uy lực phá sao, có thể phá hủy nội tạng, đủ để loại bỏ cường độ thể xác. Thể xác của Lâm Nhất dù có mạnh hơn nữa cũng vô ích. Chương 547. Trong mắt Vương Diễm lóe lên một tia lạnh lùng, khóe miệng hiện lên nụ cười giễu cợt. Dù trong số các võ kỹ cấp huyền siêu phẩm, toái tinh kiếm pháp cũng thuộc hàng đầu, yêu cầu ngộ tính khá cao. Chỉ trong vòng một năm, Diệp Lưu Vân đã có thể luyện tới đại thành, thật tuyệt vời. Bên cạnh Vương Diễm, ngoài lãnh mạch còn có 8 đệ tử kiếm các có khí tức hùng hậu, thực lực mạnh mẽ. Diện mạo của 8 người sắc như kiếm, khí chất lạnh lùng, dù so với Vương Diễm cũng không kém bao nhiêu. 8 người này chính là trụ cột của liên minh quân tử, tất cả đều là cao thủ bảng địa. Họ được mọi người trong kiếm các gọi là bát đại kim cương của liên minh quân tử. Ngoại trừ một vài thành viên có chức vụ cao ở liên minh quân tử, 8 người này chính là nòng cốt của nòng cốt trong số hàng trăm thành viên liên minh quân tử. Bây giờ cả 8 người đều tới đây, có thể thấy liên minh quân tử rất quan tâm đến trận chiến giữa Diệp Lưu Vân và Lâm Nhất. Đợi một thời gian nữa, Diệp Lưu Vân nhất định sẽ trở thành cao thủ bảng địa, thành tích chỉ có cao hơn chúng ta chứ không thấp hơn, thậm chí còn có cơ hội leo lên bảng thiên. Đúng, hắn còn quá trẻ. Mới 17 tuổi, tiềm năng vô hạn. Vương Sư Huynh,
mắt nhìn người của huynh thật chính xác. Dùng Diệp Lưu Vân để giết tên tiểu kiếm nô kia chẳng khác nào dùng gáo vàng để múc nước giếng cả. Lâm Nhất chắc chắn sẽ chết. Mấy người quan sát kiếm pháp của Diệp Lưu Vân, lần lượt lên tiếng bình luận, đưa ra đánh giá khá cao. Lúc này Lãnh Mạch không nói xen vào được câu nào, nhìn về phía Diệp Lưu Vân bằng ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Vương Diễm giao cơ hội giết Lâm Nhất cho hắn ta, trên thực tế cũng cho hắn ta một cơ hội. Trong số người mới năm nay, Lâm Nhất là người nổi bật nhất, có thể nói cả tông môn không ai không biết đến hắn. Cuộc phong ba trong cửu tinh tranh bá cực kỳ hiếm gặp trong nghìn năm qua. Nếu Diệp Lưu Vân giết chết Lâm Nhất, một là hắn ta sẽ được rạng danh, làm cho danh tiếng của hắn ta ở tông môn tăng gấp đôi. Hai là giành vinh quang thay cho Vương Diễm, rửa sạch nỗi nhục từ cái chết của Vương Ninh giúp Vương Diễm, giữ gìn danh dự của tông tộc Vương Thị. Trong khoảng thời gian theo Vương Diễm đến tông tộc Vương Thị này, Lãnh Mạch có thể cảm nhận được sự sâu xa về nội tình của Vương gia. Một trong tứ đại tông tộc, khiến người ta phải tặc lưỡi. Tình cảnh của Vương Diễm ở gia tộc thì không được ổn lắm, rất nhiều trưởng bối đều không nể mặt, lạnh giọng quát lớn khi gặp hắn ta. Lúc trước Lâm Nhất dễ dàng giết chết Vương Ninh, nhưng điều đó lại dấy lên sóng to gió lớn ở gia tộc nghìn năm lâu đời này. Nếu không phải vì hắn được kiếm các bảo vệ, dù hắn ở đâu cũng sẽ bị cao thủ Vương gia giết chết. Có thể nói là các tộc lão của Vương gia rất bực bội. Chỉ có thể nhờ Vương Diễm giết Lâm Nhất dựa theo quy định của tông môn, thay Vương gia chút cơn giận này. Chương 548. Bái kiếm tám vị sư huynh, bái kiến Vương sư huynh. Diệp Lưu Vân chậm rãi bước tới, nhìn thấy bát đại kim cương của liên minh quân tử thì biến sắc, tỏ ra hơi bất ngờ. Không ngờ Vương Diễm lại trịnh trọng như vậy. Có biết hôm nay là ngày gì không? Vương Diễm bình tĩnh hỏi, trong lời nói hàm chứa khí lạnh. Ta biết, thời hạn một tháng chỉ còn 3 ngày nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Lưu Vân tạm dừng, sau đó nói, 3 ngày sau, ta nhất định sẽ giết Lâm Nhất. Vương Diễm cười, không cần nhiều lời, thấy toái tinh kiếm pháp của ngươi đạt đến đại thành, ta đã biết hắn chắc chắn sẽ chết. Nhưng sỉ nhục người Vương gia, cứ vậy mà giết thì lời cho thằng danh đó quá, ngươi hiểu ý ta không? Diệp Lưu Vân cười nhếch mép nhìn đối phương, đương nhiên là hiểu, ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết, quỳ xuống xin tha, sau khi hắn mất hết mặt mũi, ta sẽ phế bỏ tu vi và kinh mạch của hắn, sau đó giao cho sư huynh xử trí. Ha 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 ha, Vương Diễm cười phá lên, trong đầu dường như hiện lên dáng vẻ Lâm Nhất cam chịu quỳ gối trước mặt mình. Tốt lắm, chỉ cần hắn bị tàn phế, tông môn sẽ không thể bảo vệ hắn tiếp nữa. Điều duy nhất có thể có biến cố chính là võ hồn của hắn, Trúc Long. Mặc dù Trúc Long chỉ mới cấp hoàng bát phẩm, nhưng dù sao nó cũng là hung hồn thái cổ, người không thể bất cẩn. Vương Diễm nghiêm túc dặn dò Diệp Lưu Vân. Diệp Lưu Vân gật đầu, yên tâm, từ khi sư huynh cho ta lá bài tẩy, còn có sự trợ giúp của các tộc lão. Hắn không triệu hồi võ hồn thì không sao, nếu triệu hồi, ta sẽ phế bỏ hắn ngay tại chỗ. Hung hồn thái cổ. Ta cũng muốn xem thử nó hung lên kiểu nào. Vương Diễm nói với vẻ mặt không cảm xúc, đi thôi, chúng ta đến đón ngươi về, 3 ngày còn lại ngươi sẽ ở liên minh quân tử. Bát đại kim cương sẽ thay phiên nhau đấu với ngươi để giúp ngươi củng cố sức chiến đấu. Hai mắt Diệp Lưu Vân tỏa sáng, bát đại kim cương là cao thủ bảng địa hàng thật giá thật. Ngày thường họ đi lịch luyện ở bên ngoài, thời gian quý báu, tất cả họ đều về để tập luyện với hắn ta. Hiển nhiên là vì nể mặt Vương Diễm. Đa tạ sư huynh, ơn này suốt đời khó quên. Diệp Lưu Vân quỳ một chân xuống đất, chắp tay cúi đầu. Ta muốn đào tạo ngươi thành người kế tục, tám vị sư huynh cũng khá coi trọng ngươi. Trận chiến này chỉ là một hòn đá kê chân, ta không để thằng Oát Lâm Nhất vào mắt. Sau này còn rất nhiều việc cần dùng đến người. Vương Diễm tỏ ra kiêu ngạo, vẻ sắc bén hiện lên giữa hai đầu lông mày. Mấy vị sư huynh chúng ta quả thật khá coi trọng ngươi. Sau trận chiến này, ngươi có thể thử đấu tranh hạng bảng địa, có lẽ có 50% cơ hội. Chương 549. Ta nghĩ chưa chắc, thứ mà kiếm giả tu luyện là một luồng khí, ngươi giết Lâm Nhất nghĩa là lấy đi sự sắc bén và số mệnh của hắn, đến lúc đó có lẽ khí thế của ngươi sẽ như cầu vồng nối tới mặt trời, mạnh không đỡ noi. Đúng, cơ hội này rất hiếm có.
mấy người chúng ta đều rất hâm mộ. Bát đại kim cương của liên minh quân tử đều nở nụ cười, miêu tả bức tranh tiền đồ rộng mở trong tương lai cho Diệp Lưu Vân. Điều này khiến hắn ta vô cùng hào hứng và kích động. Thứ kiếm giả tu luyện là một luồng khí, một tia sắc bén, giết Lâm Nhất nghĩa là lấy đi sự sắc bén và số mệnh của hắn. Lưu Vân sẽ không làm tám vị sư huynh thất vọng. Diệp Lưu Vân nghiêm túc, trả lời một cách chắc chắn. Cả đám hiện ngang bước đi, hăng hái ra ngoài vương phủ, chuẩn bị đi tới Lăng Tiêu kiếm các. Bên ngoài vương phủ, mấy con kiếm điệu oai phong lẫm liệt đang đậu dưới đất. Họ vừa định leo lên thì Vương Diễm đột nhiên biến sắc, ở bên ngoài vương phủ xuất hiện một chiếc kiệu màu đen từ lúc nào chẳng hay. Ngày thường, trên mặt Vương Diễm luôn có vẻ kiêu ngạo, lúc này vẻ kiêu ngạo ấy lập tức biến mất. Đợi một lát đã, ta đi gặp người. Vương Diễm khiêm tốn, cung kính đến gần chiếc kiệu. Khi nhìn thấy chiếc kiệu này, trong lòng Lãnh Mạch lập tức trở nên kích động, chẳng lẽ đây là vị kia? Đừng lên tiếng. Người đứng đầu bát đại kim cương lạnh lùng nhìn hắn ta, người muốn đầu người rơi xuống đất sao? Lãnh Mạch hoảng sợ, mặt lập tức biến sắc, nhanh chóng bịt miệng mình lại. Hắn ta đã đoán được người trong kiệu là ai, đó là người chống lưng cho Vương Diễm ở Lăng Tiêu kiếm các. Bái kiến công tử. Vương Diễm khom lưng thi lễ với chiếc kiệu màu đen, không dám chậm trễ. Nghe nói người đang gặp rắc rối, có cần ta ra tay giúp không? Trong kiệu vang lên một tiếng cười như không cười. Vừa nghe vậy, Vương Diễm sợ tới mức vội vàng quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch, không dám, chuyện nhỏ này sao có thể để công tử ra tay. Vương Diễm vô dụng, để chút chuyện nhỏ này truyền đến tai công tử, tội đáng muôn chết. Hừ, người trong kiệu khịt mũi, Vương Diễm biến sắc, thậm chí không dám thở mạnh. Ta cứ tưởng ngươi không biết xấu hổ chút nào, ta biết gần đây ngươi đang gặp khó khăn trong tộc. Nhưng khó khăn thì khó khăn, ngươi vẫn phải tiếp tục làm xong việc ta đã giao phó, không chỉ cần làm xong mà còn phải làm cho thật tốt. Nếu ngươi không làm xong việc ta giao, dù cho ngươi trở thành thành tộc trưởng của Vương Thị, ta cũng có thể khiến ngươi mất chức. Nếu ngươi làm xong việc ta giao, dù mấy tên đường huynh đệ của ngươi có làm gì đi nữa, vị trí tộc trưởng chắc chắn sẽ thuộc về ngươi. Người trong kiệu không chờ Vương Diễm trả lời, lạnh nhạt bảo đi. Vèo. Chương 550. Bỗng dưng có bốn người xuất hiện, nâng kiệu lên, sau đó biến mất bên ngoài vương phủ như thể chiếc kiệu này chưa từng xuất hiện. Một lúc lâu sau, Vương Diễm mới chậm gì đứng lên, buồn bã thì thầm, một tên kiếm nô mà lại thu hút được sự chú ý của công tử. Cũng đúng, ngay cả kiếm nô còn không đối phó được, có lẽ ở trong mắt công tử, ta cũng là một kẻ vô dụng. Lâm Nhất ơi Lâm Nhất, người đúng là không tầm thường. Sát khí trên người Vương Diễm tăng vọt, hắn ta lạnh lùng bảo, về tông. Ba ngày sau, ta sẽ cho người cầm đầu Lâm Nhất đến trước mộ của đệ ta. Cùng lúc đó ở Lăng Tiêu kiếm các, có một người đến nơi Lạc Già Sơn đóng quân. Hân Tuyệt, đệ tử Bảng Thiên. Đại ca, thật sự không có cách nào ngăn lại trận chiến sinh tử lần này sao? Hân Nhiên nhìn đại ca mình, lo lắng hỏi. Hân Tuyệt thở dài, cái chết của Vương Ninh đã gây áp lực rất lớn cho Vương Diễm, khiến hắn ta suýt không giữ được địa vị của mình trong gia tộc. Nếu ngày đó không nhận lấy tờ chiến thư thì Lâm Nhất còn có đường lui. Bây giờ Vương Diễm gần như đã dùng hết các mối quan hệ mà hắn ta có thể dùng trong tông môn. Lạc Phong trưởng lão đã nói với Mai Hộ Pháp nhưng vẫn không thể hủy bỏ. Không nhận. Hân Nhiên cười khổ, với tính tình của tiểu tử đó, hắn không nhận mới là lạ. Dù phải gánh vác mọi thứ, hắn cũng không muốn làm liên lụy đến muội và các huynh đệ Lạc Già Sơn. Hân Tuyệt không còn cách nào khác, nhưng lần này thật sự rất phiền phức. Ta đi hỏi thăm thì biết Diệp Lưu Vân đã ở tông tộc Vương Thị suốt một tháng qua, sau khi ra ngoài, e rằng hắn ta sẽ trở nên rất mạnh. Lâm Nhất thực sự có hơi khó thoát khỏi cái chết. Không đâu, hắn đã hứa với muội. Hân Nhiên cắn răng, vẻ cố chấp thoáng qua trong mắt cô ta. Hắn đã hứa điều gì thì nhất định sẽ thực hiện được, giống như lúc trước, khi mà không ai ngờ tới, hắn đã sống sót ra khỏi rừng tảng kiếm, muội tin hắn. Hân Tuyệt không trả lời, nhưng cũng không biết nên nói thế nào. Nếu nói một năm sau Lâm Nhất có thể đánh bại Diệp Lưu Vân, y sẽ tin. Nhưng bây giờ chỉ mới một tháng ngắn ngủi, một người xếp hạng 36 bảng nhân, một người mới vào tông môn, trận chiến này quá bất công với Lâm Nhất.
Dừng Táng Kiếm, Lăng Tiêu Giới. Thập Tam gia hơi bất ngờ nhìn Lâm Nhất. Vừa rồi đối phương lấy ra mười mấy nghìn viên linh ngọc như làm ảo thuật, đã thông sợi huyền mạch thứ hai, tạo thành động tĩnh rất lớn, khí thế cực kỳ kinh khủng. Lại đây, ta sẽ áp chế tu vi xuống còn huyền võ tầng thứ hai. Ngươi đấu với ta một chiêu, để ta xem trong khoảng thời gian này ngươi đã tiến bộ được bao nhiêu. Trên khuôn mặt dãi dầu mưa nắng vẫn giữ vẻ bình tĩnh như đá trong núi, Thập Tam gia thản nhiên nói. Không vui không buồn, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Lâm Nhất nghĩ thầm, cũng không tệ, vừa lúc kiểm tra xem rốt cuộc chân nguyên do tuế nguyệt chi lực ngưng luyện mạnh cỡ nào. Chương 551. Thập Tam gia, đắc tội. Vừa nói xong, chân nguyên trong cơ thể Lâm Nhất liên tục sao động, cuồn cuộn như sóng. Hắn nhanh chóng tung một cú đấm, làm phát ra tiếng động lớn, đấm thẳng về phía Thập Tam gia. Bùm! Thập Tam gia nhẹ nhàng tung chưởng đỡ đòn, vẻ ngạc nhiên thoáng qua trong mắt ông ta. Binh binh! Quyền chưởng gặp nhau, tiếng nổ vang lên như sấm sét dưới đất bằng. Thập Tam gia đã áp chế tu vi xuống còn huyền võ tầng thứ hai, ngay lập tức lùi lại hai bước. Khá lắm, tiểu tử nhà ngươi ra tay thật tàn nhẫn. Thập Tam gia hơi ngạc nhiên, lạnh lùng nói tiếp, một quyền đỉnh phong có thể làm ta lùi hai bước. Tuy ta chưa dùng hết toàn lực, nhưng ngươi cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Lâm Nhất cười khẽ, thật ra vãn bối cũng chưa dùng hết toàn lực, chỉ dùng. Hắn đưa tay ra làm thành một con số. Thập Tam gia sầm mặt lại, lạnh giọng, tiểu tử thối, muốn làm lão phu tiến thoái lưỡng nan đúng không? Cút! Lâm Nhất cũng không để bụng, cười bảo, Thập Tam gia đừng tức giận. Tiểu tử thối đi trước đây, khi nào rảnh ta sẽ về thăm ông. Thập Tam gia vẫy tay ra hiệu cho hắn cút mau lên, đừng ở đây chắn đường, hiển nhiên ông ta vẫn còn tức giận. Đợi khi hắn lên thuyền đánh cá và biến mất trong làn hơi nước mù mịt, lão nhân mới chậm rãi xoay người. Đôi mắt trên khuôn mặt dãi dầu mưa nắng và lạnh lùng trở nên dịu dàng, tràn đầy mong chờ. Trong thành đế đô, Vạn Bảo Các. Trong chủ điện. Lý Vô Ưu và Thanh Mai đang trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười giòn giã của Thanh Mai. Nhưng trong mắt Lý Vô Ưu rõ ràng có vẻ lơ đãng, mặt ủ mày chau. Đã gần cuối tháng mà vẫn chưa thấy Lâm Nhất về, trong lòng hắn ta hơi lo âu. Nhiều người nói chắc chắn rằng Lâm Nhất đã bỏ trốn với khoản tài nguyên khổng lồ đó rồi. Nữ nhân Liễu Nguyệt kia còn nhiều lần đến gây sự. Cười nhạo trước mặt Lý Vô Ưu rằng không ngờ Lâm Nhất còn có mặt mũi lấy đan dược mà nàng ta cho chó ăn. Lý Vô Ưu tức tới mức nổi giận đùng đùng, mấy ngày nay tâm trạng không tốt chút nào. Bỗng nhiên Thanh Mai dừng cười, kinh ngạc nhìn ra cửa. Lý Vô Ưu quay đầu lại nhìn, ngoài cửa Vạn Bảo Các có một người đang cưỡi tuấn mã, chúng ngựa dũng mãnh có bộ lông như máu, đẹp như mỹ ngọc. Người trên lưng ngựa tựa viên ngọc quý, khôi ngô tuấn tú. Mặc bộ trường sam không nhiễm bụi trần, lưng đeo hộp đựng kiếm, VN không phải Lâm Nhất thì là ai? Lâm Nhất mỉm cười, kéo dây cương bảo, Vô Ưu, đã đến lúc phải đi rồi. Chương 552 trên đỉnh núi, mây mù lượn lờ. Ba ngày sau. Đài sinh tử, núi huyết kỳ, Lăng Tiêu kiếm các. Trên đỉnh núi, mây mù lượn lờ. Kiếm các không cấm đánh nhau nhưng nghiêm cấm giết người. Ai dám vi phạm điều cấm đều chỉ có một con đường chết. Nếu thực sự có thù không thể hóa giải thì có thể lên đài sinh tử để giải quyết khi cả hai bên đều đồng ý. Một khi bước lên đài sinh tử sẽ không còn do mình làm chủ. Mọi ân oán đều do trận chiến này quyết định, người thắng sống, kẻ thua chết. Trên đỉnh núi cắm đầy những lá cờ chiến màu máu, cờ xí bay phấp phới trong gió lạnh thấu xương, tràn ngập cảm giác điều hưu và máu lạnh. Núi huyết kỳ nằm ở vị trí hẻo lánh, ngày thường rất ít người đến đây. Nhưng hôm nay, bên ngoài đài sinh tử đông nghịt người, đếm mãi không hết. Bởi vì hôm nay chính là ngày diễn ra trận chiến của Lâm Nhất và Diệp Lưu Vân. Hai tháng trước, trong cửu tinh tranh bá, Lâm Nhất đã giết Phương Ninh, áp đảo người mới năm nay, phong thái ngời ngời, sớm đã nổi tiếng khắp Lăng Tiêu kiếm các. Nhưng không ai ngờ hắn vừa bị cấm túc ở Thảo Mộc Đường hơn một tháng đã tiến hành trận chiến sinh tử với Diệp Lưu Vân, người xếp hạng 36 trên bảng nhân. Chuyện xảy ra trong cửu tinh tranh bá, rất nhiều người chỉ nghe nói chứ không được nhìn thấy tận mắt.
trận chiến ngày hôm nay sớm đã chuyển từ tai người này sang tai người kia, gây náo động suốt một tháng qua. Trong kiếm các, ngoại trừ các đệ tử đi lịch luyện, hầu hết đều đến đây. Trong đám đông nghìn nghịt, đám người Lạc Già Sơn đã đến từ sớm trông rất nổi bật. Hân Nhiên cưỡi ngựa đi đầu, đứng trước đám đông, chiếc áo trắng hồng không thể che khuất được vóc dáng hoàn mỹ, chiếc váy đỏ rực cũng không giấu được phong thái của cô ta, nhưng khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt lạnh lẽo khiến người ta không dám khinh nhờn. Cô ta tựa như đóa hoa hồng đẫm máu lung lay trong gió, động lòng người. Soạt. Gió lớn thổi lên, một con kiếm điêu hùng tráng từ trên trời bay xuống, đáp trên đỉnh núi. Vương Diễm dẫn hơn 10 người nhảy từ trên lưng kiếm điêu xuống. Vương Sư Huynh. Các thành viên liên minh quân tử đã chờ đợi bên ngoài đài sinh tử từ sớm, họ vội vàng đi tới đón tiếp. Không ngờ bát đại kim cương của liên minh quân tử đều đến đầy đủ. Nghe nói 3 ngày cuối, bát đại kim cương liên tục giao thủ với Diệp Lưu Vân, tiến hành huấn luyện đặc biệt cho hắn ta. Không biết rốt cuộc Diệp Lưu Vân đã mạnh tới mức nào. Nhìn kìa, Diệp Lưu Vân xuống rồi kìa. Chương 553 người đã thăng cấp. Trên tấm lưng rộng lớn của kiếm điêu, Diệp Lưu Vân là người xuống cuối cùng, hắn ta nhìn Hân Nhiên đứng ở đối diện đài sinh tử, lạnh nhạt nói, vẫn chưa đến sao. Đừng nói hắn sợ tới mức bỏ trốn rồi đấy. Hân Nhiên lạnh lùng đáp, trận quyết đấu vẫn chưa bắt đầu, người nôn nóng làm gì. Lâm Nhất nhất định sẽ đến. Ha ha, việc này hơi khó nói. Lúc ở Vạn Bảo Các, hắn đã lấy được một lượng tài nguyên khổng lồ từ tay Khô Vân. Ngay cả đan dược mà ta lấy cho chó ăn, hắn cũng đi nhặt, nói không chừng hắn đã thật sự trốn khỏi Đại Tần đế quốc rồi. Hân Nhiên, người đừng nên tự tin vẫn tốt hơn, đợi lát nữa bị vả mặt thì không ổn đâu. Một tiếng cười duyên vang lên, Liễu Nguyệt và Phù Quang Đại Sư lạnh mặt xuất hiện. Hân Nhiên cười, sao ta lại nghe nói khoản tài nguyên này là do Liễu Đại Tiểu Thư đưa cho hắn nhỉ? Lúc ở Vạn Bảo Các, người đã bị bẽ mặt đến mức đó. Ta cũng không ngờ hai sư đồ các ngươi vẫn còn mặt mũi xuất hiện cơ đấy. Phù Quang sầm mặt lại, nổi giận, láo xược. Chuyện của lão phu vẫn chưa tới lượt tiểu nha đầu nhà ngươi nói. Đúng, chuyện của Phù Quang đại sư ở Vạn Bảo Các nên để Lý Vô Ưu ta đây nói vẫn tốt hơn, dù sao chúng ta cũng được coi là đương sự mà, hì hì. Một tiếng cười vô tâm vang lên, Lý Vô Ưu và Lâm Nhất cưỡi huyết long mã xuất hiện từ dưới chân núi. Hân Nhiên tỷ, chúng ta không đến trễ đúng không? Lâm Nhất nhảy xuống ngựa, bước về phía Hân Nhiên. Huyền võ tầng thứ 2. Lâm Nhất đột ngột xuất hiện lập tức thu hút ánh mắt của mọi người, khí tức trên người hắn khiến người ta ghé mắt nhìn. Mới một tháng ngắn ngủi, Lâm Nhất vừa đột phá cảnh giới huyền võ đã đả thông thêm một sợi huyền mạch. Tốc độ tu luyện này khiến người ta phải tặc lưỡi. Người đã thăng cấp. Hai mắt Hân Nhiên tỏa sáng, khó nén được vui mừng. Lâm Nhất trả lời, may nhờ có tài nguyên của Liễu Nguyệt tiểu thư, nếu không thì ta thực sự không thể đả thông sợi huyền mạch thứ hai này. Để ta xem người đắc ý được bao lâu, thăng lên tầng thứ hai thì sao, tu vi của Diệp Lưu Vân là tầng 3 đỉnh phong đấy. Liễu Nguyệt khịt mũi, cùng Phù Quang lùi sang một bên. Cả hai người đều nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt đầy thù hằn. Hôm nay Lâm Nhất không đến thì không sao, nếu đã đến thì họ phải chuyên tâm thưởng thức, ngắm nhìn hắn chết thảm trong tay Diệp Lưu Vân. Trận chiến chưa bắt đầu mà mùi thuốc súng đã nồng nặc, rất nhiều lời bàn tán liên quan đến Lâm Nhất và Diệp Lưu Vân bắt đầu vang lên. Ai cũng không ngờ Lâm Nhất lại thăng lên huyền võ tầng thứ 2 chỉ trong vòng một tháng. Nếu đã như vậy, có lẽ suy đoán tình thế sẽ nghiêng về một phía của mọi người lúc trước rất khó xảy ra. Tu vi cách nhau 2 tầng, với chênh lệch xa như thế thì rất khó có cơ hội chiến thắng. Nhưng về việc ai thắng ai thua suy đoán của mọi người vẫn nghiêng về Diệp Lưu Vân. Dù sao hắn ta cũng là nhân tài xếp hạng 36 bảng nhân, vào tông đã 2 năm, xét về tu vi, võ kỹ, công pháp, kiếm ý, tất cả đều không yếu. Vù! Một ông lão từ trên trời giáng xuống, ông ta mặc bộ đồ đỏ như máu, lặng lẽ đáp xuống lôi đài. Chương 554 kẻ thắng thì sống, kẻ thua thì chết. Ông lão áo đỏ có tu vi thâm hậu khiến người ta không thể nhìn thấu, đó là trọng tài của đài sinh tử trên núi Huyết Kỳ.
Ông ta lấy tờ chiến thư từ trong ngực ra, nói với giọng điệu rét lạnh, Lâm Nhất, Diệp Lưu Vân, lên đây đi. Chiến thư đã vào tay lão phu, các ngươi không còn quyền làm chủ, bây giờ muốn đi cũng không được. Lâm Nhất, hãy nhớ lúc đó ngươi đã hứa với ta những gì. Ta không nhắc lại nữa, ta không muốn nhìn thấy ngươi chết. Hân Nghiên nhìn Lâm Nhất, trong đôi mắt long lanh thoáng qua vẻ phức tạp. Lâm Nhất đang bước về phía trước bỗng dừng lại, vẻ kiên định hiện lên trong mắt, hắn không dừng nữa mà đi thẳng về phía đài sinh tử. Bùm! Một bóng người nhảy lên đài sinh tử, người nọ như sao băng rơi xuống, làm phát ra tiếng nổ vang, khí thế cuồng bạo trên người hắn ta quét ra mọi hướng. Lâm Nhất vừa định bước lên đài sinh tử thì biến sắc, nhanh chóng né tránh làn sóng khí mãnh liệt này. Khí thế thật mạnh! Là Diệp Lưu Vân! Khí thế này, dù so với huyền võ tầng thứ tư bình thường cũng chỉ có mạnh hơn chứ không yếu à nha. Bụi bặm tản đi hết, mọi người nhìn thấy diện mạo của người nọ đều tỏ ra kinh ngạc. Mái tóc dài của Diệp Lưu Vân tung bay, vẻ sắc bén trên giữa hai đầu lông mày, hắn ta lạnh giọng, ta thực sự nghĩ không ra, người lấy tự tin ở đâu ra mà dám đứng trước mặt ta. Tự tin lúc nào cũng phải có, không thể chưa đánh đã chạy chứ. Nếu không Vương Sư Huynh, Liễu Nguyệt Tiểu Thư và Phù Quang Đại Sư sẽ thất vọng lắm. Lâm Nhất nhướng mày, nhìn quanh những người bên dưới một lượt. Liễu Nguyệt thấy dáng vẻ ngả ngớn của Lâm Nhất là biết đối phương đang cố ý chọc giận mình, nàng ta cắn răng nghiến lợi, tên khốn kiếp. Chết đến nơi rồi vẫn còn cười được. Vương Diễm hừ lạnh một tiếng, đứng trên đài sinh tử rồi mà Lâm Nhất vẫn còn dám khiêu khích hắn ta. Bắt đầu đi. Trên đài sinh tử không có quy tắc, kẻ thắng thì sống, kẻ thua thì chết. Trọng tài áo đỏ hờ hững nhìn hai người, thoáng cái biến mất trên đài sinh tử. Ông ta vừa đi, trên đài sinh tử rộng lớn lập tức tràn ngập sát khí, cảm giác ớn lạnh bao trùm khắp mọi hướng. Diệp Lưu Vân cầm vỏ kiếm đâm mạnh, một tiếng nổ lớn vang lên, vỏ kiếm xuyên qua sàn cứng của đài sinh tử, dựng thẳng bên cạnh hắn ta. Rút kiếm đi! Nếu không lát nữa ngươi lại không rút được, đến lúc đó đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Lời vừa dứt, kiếm thế trên người hắn ta tăng vọt cùng với tốc độ sàn nứt ra. Kiếm ý đáng sợ trên người hắn ta khiến người khác cảm thấy vô cùng kinh hãi. Chương 555 Long Hổ Quyền. Mấy chục nghìn đệ tử ngoại môn của Lăng Tiêu Kiếm Các, Diệp Lưu Vân đã đứng thứ 36 trong bảng nhân, đương nhiên không phải dựa vào bảng môn tà đạo. Sự kiêu ngạo xa cách lan tỏa xung quanh hắn ta, tất cả mọi người dưới khán đài đều có thể cảm nhận rõ ràng. Diệp Lưu Vân tự tin thật. Đủ điên cuồng. Nhưng nghĩ lại thì cũng có khả năng mà. Trước đây ta đã từng nghe nói toái tinh kiếm pháp của hắn rất hung hãn, chỉ một kiếm đã có thể dễ dàng đánh bại cao thủ cùng cấp. Có lẽ Lâm Nhất cũng hơi sợ rồi, Diệp Lưu Vân này hoàn toàn không coi hắn là đối thủ. Trong đám đông phía dưới có tiếng xì xào vọng lại, Lâm Nhất hơi nheo mắt, Diệp Lưu Vân thật sự rất điên cuồng. Lẽ nào hắn ta thật sự cho rằng trong một tháng qua, chỉ có mình hắn ta tiến bộ? Giết ngươi, ta chưa cần phải rút kiếm. Trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, Lâm Nhất lạnh lùng đáp lại. Ngươi muốn điên, vậy ta sẽ còn điên hơn ngươi. Hắn đã dám đứng ở đây thì hắn có đủ tự tin giết được Diệp Lưu Vân. Lời hắn vừa dứt đã khiến mọi người xôn xao, đám đông bên dưới thầm lắc đầu, chẳng lẽ Lâm Nhất uống nhầm thuốc? Chỉ có Hân Nghiên, trong đôi mắt long lanh dần mất đi vẻ lo lắng. Cô ta biết rõ tính Lâm Nhất, nếu im lặng không lên tiếng sẽ khiến người khác khó đoán, không thể khẳng định. Nhưng một khi hắn đã thể hiện bản thân nghĩa là hắn có thể nắm chắc phần thắng. Tự tìm cái chết. Diệp Lưu Vân tức giận vung tay, quang mang chợt lóe. Một tiếng thanh thúy vang lên, kiếm đã ra khỏi vỏ. Ầm ầm ầm. Đài sinh tử chợt nổi lên gió to cuồn cuộn, gió như đao bén nhọn, thổi liên tục không ngừng, nhanh chóng quét về phía Lâm Nhất. Chém. Lâm Nhất hét lên một tiếng, năm ngón tay siết chặt, hắn vung tay tung ra một ký Long Hổ Quyền. Quyền kiếm hợp nhất, kèm theo đó là tiếng rồng gầm hổ ngâm, kiếm phong thổi về phía hắn bị chém thành nhiều mảnh vụn. Long Hổ Quyền.
Diệp Lưu Vân giễu cợt, chỉ dựa vào Long Hổ Quyền vớ vẩn của ngươi mà cũng dám hoành hoang trước mặt ta á. Không biết trời cao đất dày, trận chiến hôm nay Diệp Lưu Vân ta nhất định sẽ lấy được đầu ngươi. Ánh sáng tinh thần. Diệp Lưu Vân điên cuồng hét lớn rồi bay lên trời, thanh trường kiếm dài 4 tấc trong tay bắn ra ánh sáng lạnh lẽo. Ánh sáng chói lóa đầu mũi kiếm trong phút chốc biến thành quang mang như sao. Vụt. Quang mang lóe lên, đài sinh tử chợt chìm vào bóng tối, chỉ có kiếm mang đó sáng lên như một vì sao. Chương 556 không phân cao thấp. Không hổ là kiếm pháp siêu phẩm cấp huyền, vừa ra tay đã khiến người ta phải kinh ngạc. Trận chiến này có lẽ chẳng còn gì phải nghi ngờ nữa. Công pháp cấp huyền, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, siêu phẩm, tứ đại phẩm cấp, mỗi phẩm là một trọng thiên, cho dù trong võ kỹ siêu phẩm thì toái tinh kiếm pháp cũng đứng hàng đầu. Trong tiếng cảm thán, kiếm mang chợt bắn về phía Lâm Nhất như vì sao. Đây cũng coi là ánh sáng tinh thần hả? Trong bóng tối chợt có 2 tia huyết quang sáng lên, đó là 2 mắt của Lâm Nhất, thân xác hắn như mỹ ngọc vô song, thấp thoáng trong bóng tối. Không biết lôi viêm chiến thể hoàn hảo kết hợp với chân nguyên đã được tuế nguyệt chi lực gột rửa, khi thi triển Long Hổ Quyền chân chính sẽ mạnh đến mức nào? Lâm Nhất rất mong chờ. Long Hổ sinh huy. 36 cánh hoa nở rộ rực rỡ, chân nguyên dâng trào, tiếng rồng gầm hổ ngâm như tiếng sấm rền vang. Khí thế trên người Lâm Nhất tăng vọt, kiếm thế bao quanh Diệp Lưu Vân liên tục bị ép lui về phía sau, cuối cùng sụp đổ. Diệp Lưu Vân run lên, trán đẫm mồ hôi, 2 tay đang tạo kết ấn không ngừng run rẩy, chân nguyên trên người điên cuồng nén lại, giống như núi lửa chuẩn bị phun trào. Nhưng vẫn chưa hết. Lâm Nhất tức giận hét lên, mặt ngoài của lôi viêm chiến thể hoàn mỹ nổ tung, máu tươi thấm ra ngoài. Bất diệt kim cương ấn. Giữa 2 bàn tay chợt có ánh sáng phóng ra, xua tan bóng tối đang bao phủ khắp đài sinh tử. Sức mạnh cuồng bạo đổ xuống, mũi kiếm và tinh mang va mạnh vào nhau. Keng! Tiếng kiếm rung vang vọng đất trời, mặt sàn xung quanh Lâm Nhất nổ tung, bay vụt lên không. Khí lang cuộn trào, vô số hạt bụi bay lên không trung như làn khói. Dư âm thật mạnh. Tầm nhìn bị chắn mất rồi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hẳn là Lâm Nhất đã bị đánh bại dưới nhát kiếm này. Không ngờ vừa bắt đầu đại chiến, chỉ với 1 chiêu đã bộc phát ra sức mạnh kinh người, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nhưng vào thời khắc quan trọng, lớp bụi mịt mù che khuất tầm nhìn của mọi người, khiến mọi người đều buồn bực. Khi lớp bụi tan đi, mọi người lại nhìn chằm chằm đài sinh tử với vẻ mặt ngỡ ngàng, ngạc nhiên. Quần áo Lâm Nhất tả tơi, toàn thân đầy vết thương do kiếm mang để lại, nhưng khí thế của hắn lại bừng bừng. 2 mắt sáng ngời, rõ ràng không bị thương nặng. Một tay Diệp Lưu Vân chống dưới đất, kiếm cắm trên mặt sàn, sắc mặt tái nhợt, hắn ta đã bị thương không nhẹ. Không phân cao thấp. Võ kỹ siêu phẩm cấp huyền của Lăng Tiêu Kiếm Các mà lại không phân cao thấp với Long Hổ Quyền chưa hoàn chỉnh của Lâm Nhất. Kết quả này thật sự khiến nhiều người khó mà chấp nhận được. Sao lại như thế? Lãnh Mạch bên cạnh Dương Diễm giật nảy mình không hiểu ra thế nào. Bát đại kim cương của liên minh quân tử cùng cau mày không hiểu. Diệp Lưu Vân cảm giác thế nào? Chương 557. Lâm Nhất cười lớn, tiếp tục. Trong tiếng cười điên cuồng, Lâm Nhất siết chặt 2 tay, chân nguyên toàn thân sao động dưới sự hỗ trợ của dư uy từ bất diệt kim cương ấn, bất ngờ đánh ngược về phía Diệp Lưu Vân. Không biết tự lượng sức mình. Diệp Lưu Vân lau sạch vết máu trên khóe miệng, tức giận hét lên rồi cầm trường kiếm lao đi. Giữa những tia quyền mang lấp lóe, kiếm ý toàn thân Lâm Nhất cuồn cuộn như nước sông dâng trào, không ngừng không nghỉ. Nói là quyền mang nhưng so với kiếm còn mạnh, dữ dội và điên cuồng hơn. Quyền xuất như kiếm, kiếm xuất như quyền, luồng kiếm ý vô tận này có thể sánh với sông với trăng, với núi non và biển hồ. Tu vi của Diệp Lưu Vân ngang bằng với huyền võ tầng thứ 4. Nhưng lại không thể phát huy ưu thế tu vi trước thế tấn công ồ ạt và mãnh liệt này. Trong kiếm quang lập lòe, lấp lánh vô số ánh sao, hắn ta vẫn không thể nào áp chế được Lâm Nhất. Keng keng keng, cục diện nhất định sẽ chiếm lợi thế mà Diệp Lưu Vân tưởng cũng không xảy ra. 2 người quyền qua kiếm lại,
đánh nhau hết chiêu này đến chiêu khác, nếu quan sát kỹ sẽ thấy Lâm Nhất đang giành lợi thế cực kỳ nhỏ. Điều khiến người ta kinh ngạc là tại sao chân nguyên của Lâm Nhất lại hùng hậu như vậy. Bùm! Sau 20 chiêu, quyền mang của Lâm Nhất và mũi kiếm của Diệp Lưu Vân lại chạm vào nhau. Trong nháy mắt, bụi đất bay mù mịt, tiếng nổ liên tục vang lên. Giữa tiếng nổ lớn, thanh trường kiếm trong tay Diệp Lưu Vân không ngừng rung lên, hắn ta lùi nhanh lại mấy trăm mét. Ngược lại Lâm Nhất nhếch miệng cười, chỉ lùi lại 10 bước. Lúc này mọi người mới phát hiện ưu thế về thân thể của Lâm Nhất đã được bộc lộ hoàn toàn. Đi chết đi, kiếm trảm tinh thần. Vẻ tàn nhẫn thoáng qua trong mắt Diệp Lưu Vân, hắn ta đập mạnh tay xuống đất, vừa hét vừa xông lên như gió táp, lấy lui làm tiến, lao tới với luồng kiếm thế vô cùng mạnh. Long hành hổ bộ. Không chờ đối phương đánh tới, Lâm Nhất đã nhanh chóng xông lên, chủ động lao về phía Diệp Lưu Vân. Chỉ thấy Lâm Nhất nhanh chóng chạy tới. Lúc đi long ẩn thì hổ gầm, long ngâm thì hổ lui. Chốc lát lại biến hóa thành hổ bộ, chốc lát lại biến hóa thành long bộ, lúc thật lúc giả, lúc giả lúc thật. Mỗi bước đi đều ẩn chứa sức mạnh vạn quân, lắng động sự kịch liệt, chỉ với vài bước đã toát lên khí thế dồi dào, uy lực khó lường. Trước đây khi Lâm Nhất thi triển long hành hổ bộ còn hơi hao sức. Nhưng giờ này ngày này, hắn có thể dễ dàng thi triển long hành hổ bộ. Nói là 9 bước nhưng nhìn như chỉ bước một bước đã tới trước mặt Diệp Lưu Vân. Đến khi ngừng lại, một rồng một hổ, hai ảnh ảo xuất hiện trên người Lâm Nhất cùng một lúc. Trong lúc nhất thời, khí thế rồng cuốn hổ vồ, nuốt chửng núi sông từ trên người hắn phóng thẳng lên trời. Khí thế mạnh mẽ đáng sợ, quyền mang trong tay Lâm Nhất ẩn chứa dư uy của bất diệt kim cương ấn chút hết ra ngoài. Gầm! Một rồng một hổ. Cả hai ảnh ảo như có thực thể đều ngưng tụ thành một tia sáng đỏ quấn lấy cánh tay Lâm Nhất, liên tục xoay tròn, xen lẫn vào nhau. Đến sau cùng rồng hổ gặp nhau, điên cuồng tràn vào trong quyền mang của Lâm Nhất. Luồng kiếm thế rít gào, lấy lui làm tiến lập tức nổ tung trước quyền mang này. Nhát kiếm có thể chạm tinh thần không thể nào phá tan uy áp từ quyền mang mà Lâm Nhất ngưng tụ. Chương 558. Trái lại cú đấm đi sau mà đến trước này còn đánh bay Diệp Lưu Vân. Chân nguyên của hắn còn hùng hậu hơn cả ta. Vẻ kinh hãi thoáng qua trong mắt Diệp Lưu Vân, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, tu vi của hắn ta chẳng những không có ưu thế mà còn yếu hơn Lâm Nhất một bậc. Bùm bùm bùm, cú đấm làm chấn động núi sông đỡ lấy nhát kiếm dường như có thể chạm tinh thần này, khiến cho đài sinh tử liên tục phát ra tiếng nổ, mặt đất đột nhiên nứt toác ra. Vô số chỗ bị nghiền thành mảnh vụn, bụi bay đầy trời. Trên đài sinh tử lập tức trở nên hỗn loạn. Trong cảnh hỗn loạn, Lâm Nhất đột nhiên đứng dậy, mái tóc dài tung bay, hét lớn một tiếng. Mắt thấy không phải không, tâm không mới là không, phá không ấn, phá rồng hổ trong lòng ta, phá tâm chi lực. Cú đấm vừa tung ra, rồng bay trên bầu trời. Đài sinh tử khổng lồ, bụi đất tung bay, cũng rung lên theo. Nhưng những mảnh vụn đang tung bay điên cuồng lại dần dần giảm tốc độ, trở nên cực kỳ chậm chạp dưới sức mạnh từ cú đấm của Lâm Nhất. Phá không ấn. Diệp Lưu Vân kinh hãi, đây là phá không ấn, bí thuật bất truyền của Huyền Thiên Tông, sao nó lại xuất hiện trong tay Lâm Nhất? Hắn ta như bị rơi vào vũng lầy, không thể thi triển thân pháp, cảm thấy toàn thân mệt rã rời. Phá. Lâm Nhất chợt hét lớn, tung thêm một cú đấm, hổ nhảy qua núi sông. Tay trái thủ thế chờ đợi, phá không đánh tới như có hư ảnh của một con hổ dữ, uy áp chấn động thiên hạ, nhảy qua núi sông, ngang qua Nam Bắc. Rắc rắc rắc, dưới sự giúp đỡ của phá không ấn, rồng hổ kết hợp, gió mây đổi màu, vô số bụi bặm đọng giữa không trung và mảnh vụn đều vỡ nát. Long hổ quyền lừng lẫy đại tân, được gọi là mạnh vô địch, từ tay Lâm Nhất, nó thể hiện ra uy thế vô cùng sắc bén và mạnh mẽ trước mặt mọi người. Bốn phía không còn một hạt bụi, đài sinh tử khổng lồ trở nên sạch sẽ như được nước mưa gột rửa. Diệp Lưu Vân bị đánh hộc máu, vết máu đỏ chóe kia cực kỳ nổi bật trên đài sinh tử sạch sẽ không một hạt bụi. Tất cả mọi người kinh ngạc, ai cũng không ngờ tình thế sẽ như thế này. Họ không ngờ Lâm Nhất, người đã một mình một kiếm giết chết người mới trong cửu tinh tranh bá năm nay, lại giấu một quyền pháp đáng sợ như vậy. Chấn động lòng người, khó mà tin nổi. Dưới đài sinh tử, mặt mũi Liễu Nguyệt trắng bệch, đây không phải hình ảnh mà nàng ta muốn nhìn thấy, người ngã xuống đất,
hộc máu trọng thương nên là Lâm Nhất mới đúng. Thằng chó này, sao hắn lại mạnh thế? Chẳng lẽ hắn đã luyện hóa toàn bộ linh ngọc của Liễu Nguyệt hay sao? Mười mấy nghìn viên linh ngọc, phải tu luyện công pháp gì mới có thể sử dụng hết? Phù Quang đờ đẫn, lẩm bẩm với giọng run rẩy. Liễu Nguyệt ở bên cạnh nghe vậy thì tức giận sắp hộc máu. Lẽ nào Lâm Nhất thật sự dựa vào linh ngọc của nàng ta nên mới có tu vi khủng khiếp như thế? Phá không ấn, dù là phá không ấn cũng không thể trở nên đáng sợ như vậy, Lâm Nhất. Diệp Lưu Vân giãy giụa đứng lên, thì thào trong miệng, hắn ta tóc tai bù xù, thoạt nhìn như đã phát điên, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Lâm Nhất lạnh nhạt tiếp lời, Diệp Lưu Vân, ta đã từng nói rằng giết ngươi không cần ta phải xuất kiếm. 7 phút trước, khi Lâm Nhất nói câu này, mọi người chỉ cười nhạo hắn uống nhầm thuốc. Nhưng giờ đây hắn nói câu này thì còn ai dám cười nữa? Chương 559. Còn ai dám cười? Không ai. Trên núi Huyết Kỳ, dưới đài sinh tử, hàng ngàn đệ tử ngoại môn tập trung đông đúc, tất cả đều đang vô cùng kinh ngạc. Ai cũng không ngờ thanh niên trên đài chỉ dùng 2 quyền đã đánh cho Diệp Lưu Vân thảm hại không nỡ nhìn. Cho dù trước đó có đệ tử từng tưởng tượng Lâm Nhất sẽ may mắn giành chiến thắng. Cũng không ngờ hắn lại có thể dùng Long Hổ Quyền đánh được Diệp Lưu Vân đến mức này. Đây thật sự là Long Hổ Quyền ư? Tại sao lại mạnh đến vậy? Có vẻ khác với những gì ta đã từng thấy. Vẻ mặt Hân Nghiên nghiêm nghị, cũng không phải cô ta chưa từng giao đấu với nhân tài kiệt xuất của Huyền Thiên Tông. Ngay cả Lưu Thương công tử, cô ta cũng đã từng thấy đối phương ra tay, nhưng Long Hổ Quyền mà hắn ta thi triển lại như hoàn toàn khác với võ kỹ mà Lâm Nhất thi triển. Tu vi huyền võ tầng thứ 2 đã trấn áp được Diệp Lưu Vân với tu vi huyền võ tầng 3 thứ 3 đỉnh phong, không biết tiểu tử này đã làm như thế nào. Trên đài sinh tử, bộ trường sam của Lâm Nhất đã bị rách thành trăm mảnh, trông cũng hơi chật vật. Nhưng trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú lại tràn đầy vẻ ngang ngạnh và kiêu ngạo. Trong lòng Hân Nghiên vô cùng chấn động, đôi mắt long lanh hiện lên ý cười rạng rỡ. Mọi người ở tứ phương thấy Diệp Lưu Vân bị một quyền của Lâm Nhất đẩy lùi, sắc mặt tái nhợt thì cũng cực kỳ chấn động. Một quyền này thật đáng sợ, như rồng như hổ nhưng lại mạnh hơn, điên cuồng hơn cả rồng và hổ. Nhìn thì thấy quyền mang rung chuyển đất trời, nhưng thực tế là kiếm đâm xuyên bầu trời, quyền của hắn cũng chính là kiếm. Có đệ tử của Lăng Tiêu Kiếm Các nhẹ giọng cảm thán. Thật đáng sợ, Diệp Lưu Vân nói Long Hổ Quyền của hắn chỉ là thứ vớ vẩn, đúng là coi thường người khác. Ta đã từng thấy nhân tài kiệt xuất của Huyền Thiên Tông thi triển Long Phi Hổ Khiêu nhưng cũng chẳng bằng 1/10 của Lâm Nhất. Liệu Diệp Lưu Vân sẽ thua chăng? Ta thấy hắn lảo đảo đứng lên kìa, một quyền này hắn bị thương không nhẹ. Đúng thế, có vẻ Diệp Lưu Vân thực sự sẽ thua. Mấy ngàn đệ tử của Lăng Tiêu Kiếm Các lúc đầu thì trầm trồ trước sự cường hãn và đáng sợ của phá không ấn của Lâm Nhất, sau đó thì dự đoán một sự thật còn kinh hoàng hơn. Diệp Lưu Vân sẽ thua ư? Đột nhiên tứ phương xôn xao, dấy lên làn sóng dữ dội. Kết quả như vậy thật sự khiến mọi người bất ngờ. Lúc trước thành viên của Liên minh quân tử còn ngông nghênh kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Bây giờ tất cả đều đen mặt, không dám thở mạnh. Sắc mặt của bát đại kim cương cũng cực kỳ khó coi. Thua. Vương Diễm hừ lạnh một tiếng, Diệp Lưu Vân chắc chắn không thua. Mọi người kinh ngạc nhìn sang, chẳng lẽ Diệp Lưu Vân vẫn còn con át chủ bài chưa dùng. Trên đài sinh tử đổ nát, Diệp Lưu Vân sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cười nhạo, chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn giết ta. Kiếm tẩu thiên phong, quyền kiếm hợp nhất, Long Hổ Quyền của ngươi quả thực đã khiến ta trở tay không kịp. Nhưng chỉ dựa vào Long Hổ Quyền, Lâm Nhất ngươi vẫn không thể đánh bại ta. Ta rất tò mò bây giờ ngươi lấy đâu ra tự tin để nói điều này trước mặt ta đấy. Lâm Nhất lãnh đạm, hờ hững nói. Ha ha, ta chỉ nói với ngươi một câu thôi, đừng bao giờ đánh giá thấp vốn liếng của tứ đại tông tộc. Từ khi giết Phương Ninh, ngươi đã là người chết rồi. Chương 560. Lời vừa dứt, trong mắt Diệp Lưu Vân lướt qua một tia tàn nhẫn. 5 ngón tay hắn ta chợt cắm vào ngực. Trước ngực lập tức xuất hiện 5 lỗ máu, máu tươi tràn ra ngưng tụ thành một đạo huyết ấn kinh người. Bỗng nhiên một luồng khí tức đáng sợ tuôn ra từ trong cơ thể bị thương nặng của hắn ta, giống như ác ma trong cơ thể đã được giải phóng vậy. Chỉ trong tích tắc, khí thế vốn đã tụt xuống đáy cốc bỗng nhiên trỗi dậy.
không chỉ đạt tới đỉnh phong mà còn hơn thế một bậc, vượt qua xiềng xích của huyền võ tầng thứ ba, khi bộc phát ra hoàn toàn có thể so sánh với khí tức vượt qua huyền võ tầng thứ tư, khí tức đáng sợ như hồng thủy mãnh thú, liên tục dâng lên. Thị huyết ấn. Đây chẳng phải cấm thuật thị huyết ấn của vương gia sao? Nghe đồn có thể khiến người ta đột phá đỉnh phong trong thời gian ngắn, bùng nổ sức chiến đấu kinh người. Thị huyết ấn này là bí thuật bất truyền của vương gia, rất nhiều con cháu trực hệ cũng không biết, chỉ có tộc lão mới đủ tư cách tu luyện. Tim mọi người run lên, tất cả đều bị sốc trước khí thế bộc phát ra từ cơ thể Diệp Lưu Vân. Vương Diễm. Hân Nghiên nhìn cảnh này chợt thấy không ổn, ánh mắt nhìn Vương Diễm lạnh như xương băng. Vẻ mặt Vương Diễm lạnh lùng, hắn ta thờ ơ nói, đây mới chỉ là khởi đầu thôi, đừng tưởng thực lực của Diệp Lưu Vân chỉ có như thế chứ. Ta nói rồi, hôm nay Lâm Nhất nhất định sẽ chết, không ai có thể ngăn cản. Chém. Trên đài sinh tử, Diệp Lưu Vân hét lớn một tiếng, khí tức đáng sợ trên người tăng lên, kiếm ý của hắn ta cũng đột nhiên ngưng tụ, không ngừng tăng theo. Không đúng. Lâm Nhất khẽ cau mày, vẻ mặt nghiêm nghị, trịnh trọng, trong mắt lóe lên một tia kỳ lạ. Kiếm trong tay Diệp Lưu Vân như mặt trời rực rỡ, khi kiếm chém ra, quang mang nổ tung như các vì sao vỡ vụn, diễn hóa ra cảnh tượng sao nổ đáng sợ. Bùm bùm bùm. Trên đài sinh tử, Diệp Lưu Vân đứng trên sàn, kiếm ý liên tiếp bùng nổ, hòa lẫn trong cát bụi vô tận, giống như sao nổ liên miên không dứt. Dù Lâm Nhất đã cảnh giác từ trước nhưng cũng không hoàn toàn tránh được. Sau khi tiếp đất, hắn cảm thấy cổ họng hơi ngọt, sau đó phun ra một ngụm máu. Sao sáng như mặt trời, kiếm pháp toái tinh này đã đạt tới đại thành. Hóa ra kiếm pháp toái tinh của Diệp Lưu Vân đã tới đại thành, đây là kiếm pháp cấp huyền đó. Chắc mới đột phá gần đây thôi, nếu không với kiếm pháp toái tinh đại thành của hắn đã có thể lọt vào nhóm 10 người đứng đầu bảng nhân từ lâu rồi. Kiếm pháp toái tinh đột nhiên tăng uy lực khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, thiên phú của Diệp Lưu Vân thật sự quá cường hãn. Người bình thường sẽ không lựa chọn tu luyện võ kỹ phẩm cấp, bởi yêu cầu ngộ tính thiên phú quá cao. Có thể luyện tới tiểu thành đã rất khó rồi, đạt đến đại thành thì không thể chỉ dùng từ thiên khiếu dị bẩm để hình dung. Cảm giác thế nào? Thấy Lâm Nhất phụt ra một ngụm máu, Diệp Lưu Vân cười vui vẻ, nếu không vì bất cẩn, sao ta phải dùng tới cấm thuật này, có thể ép ta tới bước đường này, Lâm Nhất ngươi cũng có thể tự hào rồi đây. Sau khi giết ngươi ta cũng sẽ đi báo danh bảng địa, hôm nay ngươi đã định trước sẽ làm bàn đạp chân cho Diệp Lưu Vân ta rồi. Chương 561. Toái tinh kiếm. Khí thế trên người Diệp Lưu Vân càng lúc càng mạnh dưới sự hỗ trợ của thị huyết ấn. Kiếm quang chớp lóe, mỗi một chiêu thức đều tràn ngập sức mạnh bùng nổ. Kiếm của hắn ta độc đoán vô song, lúc phung lên như có sức mạnh vạn quân, cực kỳ nặng nề. Kiếm thế nặng nề bao trùm lấy đài sinh tử, phát ra tiếng nổ rung trời. Mỗi nhát kiếm đều tựa như dung nham phun trào, kiếm thế đáng sợ khiến người ta không thở nổi. Lâm Nhất vừa nghiêm túc ứng phó các chiêu kiếm của đối phương, vừa nhìn chằm chằm vào thị huyết ấn trước ngực hắn ta. Dưới sự hỗ trợ của thị huyết ấn thì với tu vi của đối phương, huyền võ tầng thứ tư cũng không còn đủ tư cách đứng trước mặt hắn ta. Hắn đã đánh giá thấp đối phương. Nhưng nếu ngươi không mạnh, vậy ta thắng ngươi còn có ý nghĩa gì nữa? Mặt Lâm không chút cảm xúc, thoạt nhìn như hắn đang có sức ứng phó các chiêu thức của đối phương, thậm chí trên người còn có thêm vài vết thương. Nhưng chân nguyên trong cơ thể hắn không ngừng sao động, điên cuồng dâng lên như nước sông cuồn cuộn. Tiếng ầm liên tục vang lên, 36 cánh tử diên hoa lần lượt lặng lẽ nở rộ. Dừng ở đây thôi. Diệp Lưu Vân cười gằn, không định tiếp tục vật lộn nữa, thì huyết ấn trước ngực hắn ta tỏa ra ánh sáng đỏ, huyết quang bao phủ lấy toàn thân. Không. Tất cả mọi người của Lạc Già Sơn, bao gồm Lý Vô Ưu, đều biến sắc, trái tim như thắt chặt lại. Nhưng khi thấy kiếm uy trên người mình càng lúc càng kinh khủng, sắp đạt tới cao nhất. Một tia sáng lóe qua trong mắt Lâm Nhất. Lúc này đây, ta có một thanh kiếm đã trải qua sinh tử, thiên trùy bách luyện, cương trực công chính, tựa như mặt trời mới mọc, như ngọn lửa hừng hực, như trái tim ta, quyết chí tiến lên, không sợ sinh tử. Đối mặt với kiếm uy khát máu đáng sợ của đối phương, nhiệt huyết trong lòng Lâm Nhất sao động, hiên ngang dũng cảm, bay lên cao rồi lao tới trước. Hắn thi triển một ấn,
dùng kiếm ý vô tận của mình để thi triển Phật Ma Chi Ấn. Sốt! Ánh sáng vàng chói lọi ở phía sau lưng, kiếm ý vô tận ngưng tụ thành một thanh trường kiếm tỏa sáng rực rỡ. Ta không phải Phật, nhưng ta có một kiếm không sợ sinh tử, không sợ ma quỷ, ta dựa vào kiếm của mình để phục ma diệt yêu. Kiếm ra, phục ma ấn hình thành. Dùng kiếm phục ma, trời ạ, võ kỹ gì thế này? Đừng nói đây là phục ma ấn đấy. Rốt cuộc Lâm Nhất yêu nghiệt đến mức nào? Trước ánh mắt của mọi người, kiếm phục ma tỏa ánh sáng chói lọi sau lưng Lâm Nhất khiến mấy nghìn đệ tử kiếm các ở bên ngoài đài sinh tử, thậm chí nhiều trưởng lão đều vô cùng kinh ngạc. Hắn tung một cú đấm, tia sáng sắc bén như lưỡi kiếm kéo dài không dứt, chân nguyên cuồng bạo toàn thân hóa thành phục ma kiếm uy, nặng nề đè xuống. Quyền mang như núi, phục ma chu tà, quyết chí tiến lên, ngoài ta còn ai? Rắc rắc rắc. Dưới sự chấn áp của phục ma kiếm uy, luồng kiếm thế đỉnh cao của Diệp Lưu Vân dần dần nứt toác ra rồi sụp đổ. Khi Lâm Nhất hạ xuống, hắn ta liên tục lùi lại, cứ mỗi lần lùi đều hộc ra một búng máu. Chương 562. Chịu thua đi. Đến khi Lâm Nhất tiếp đất, phục ma kiếm uy trên người hắn đạt tới đỉnh cao chưa từng có. Hắn đấm mạnh vào ngực Diệp Lưu Vân, làm cho hắn ta văng ra xa. Huyết quang toàn thân hắn ta lập tức biến mất, thì huyết ấn không còn dấu vết gì sau cú đấm này. Chết đi! Không chờ hắn ta đứng lên, sát khí đã lóe qua trên khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của Lâm Nhất. Bịch bịch bịch! Hắn chạy như điên trên đài sinh tử bị thủng trăm nghìn lỗ như một con hổ dữ. Theo mỗi bước đi của hắn, đài sinh tử cũng như rung lên, bụi bặm bay đầy trời theo bước chạy điên cuồng của hắn. Ngày hôm nay, hắn phải giết Diệp Lưu Vân. Bất kể là vì rửa nhục hay vì lời hứa với Hân Nghiên sư tỷ, hắn cũng phải làm được. Trong lúc chạy, sát khí toàn thân Lâm Nhất cũng đạt tới độ cao xưa nay chưa từng có. Diệp Lưu Vân ở dưới đất vừa ngẩng đầu lên, mặt lập tức trắng bệch không còn một giọt máu. Nỗi sợ hãi dần bao phủ lấy trái tim hắn ta. Cút đi! Nhưng khi Lâm Nhất sắp đấm vào người Diệp Lưu Vân thì bỗng có một người xuất hiện, chắn trước mặt hắn ta, tung một chưởng đỡ lấy cú đấm của Lâm Nhất. Ầm! Quyền chưởng chạm nhau, Lâm Nhất sầm mặt, lùi lại ba bước. Nhìn về phía người ở trước mặt, hắn ngạc nhiên, là Vương Diễm. Vương Diễm kiêu ngạo lên tiếng, người đã thắng trận chiến sinh tử này, có thể cút đi rồi. Ngày đó Vương Ninh chết trước mặt hắn ta khiến hắn ta đến tận bây giờ vẫn không thể ngẩng đầu lên được. Nếu hôm nay Diệp Lưu Vân lại chết, hắn ta sẽ mất hết danh tiếng, dù thế nào hắn ta cũng phải bảo vệ Diệp Lưu Vân. Vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt Hàn Nghiên, cô ta nổi giận, Vương Diễm, người dựa vào đâu mà nhúng tay vào trận chiến sinh tử. Hừ, sao cái mạng rẻ mạt của hắn có thể so sánh với đệ tử ưu tú của Liên Minh Quân Tử ta? Diệp Lưu Vân mau đi đi. Hôm nay có ta ở đây, không ai có thể động vào một sợi tóc của ngươi. Vương Diễm lạnh lùng ra lệnh, đám người Liên Minh Quân Tử lập tức nhận lệnh, lần lượt lao về phía đài sinh tử. Họ muốn tạo thành bức tường người để chắn trước mặt Diệp Lưu Vân. Nhưng ngày hôm nay, ta nhất định phải giết hắn. Vẻ tức giận hiện lên trên mặt Lâm Nhất, tám tia sáng vàng lóe lên, thái cổ hung hồn Trúc Long xuất thế. Võ hồn Trúc Long mặt người thân rồng. Dài tận 10 trượng vừa được triệu hồi, một luồng hung uy hoang cổ lập tức khiến mọi người giật mình. Cút đi! Chỉ trong tích tắc, Lâm Nhất nổi giận hét lên, đá văng Vương Diễm đang ngẩn người. Hắn dùng phục ma ấn cộng thêm long hổ quyền xông vào giữa đám người Liên Minh Quân Tử, quyền mang ồ ạt đánh bay mấy người ngay tại chỗ, điên cuồng lao về phía Diệp Lưu Vân. Đệ tử Lạc Già Sơn đâu hết rồi? Mau cùng ta xông lên! Hân Nghiên quát lớn. Mấy trăm người cao giọng trả lời, đồng loạt nhảy lên đài sinh tử, lao vào đánh nhau với các nhân tài Liên Minh Quân Tử vừa hoàn hồn lại. Đài sinh tử vốn đã bị thủng trăm nghìn lỗ, trước trận chiến của hai hội đồng minh lớn, trong nháy mắt nó đã sụp đổ hoàn toàn. Núi huyết kỳ lập tức trở nên hỗn loạn, một trận chiến chẳng ai ngờ tới cứ vậy diễn ra. Chương 563. Trên đỉnh núi huyết kỳ, nơi đài sinh tử đã trở thành một đống phế tích. Tiếng hô giết vang lên tứ phía. Hai đồng minh lớn của Lăng Tiêu Kiếm Các, Liên Minh Quân Tử và Lạc Già Sơn không hề có dấu hiệu báo trước mà lao vào chém giết tàn sát lẫn nhau. Trọng tài núi huyết kỳ chủ trì đại cục trợn mắt há mồm sững sờ.
cảnh tượng trước mắt rõ ràng không nằm trong dự liệu của ông ta. Đầu tiên là Lâm Nhất vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người, chỉ dùng Long Hổ Quyền đã đánh bại Diệp Lưu Vân đứng thứ 36 bảng nhân. Sau đó là Vương Diễm bất chấp quy tắc của cuộc chiến sinh tử, cứu Diệp Lưu Vân. Tiếp đó, Hân Nghiên dưới cơn tức giận, dẫn theo người của Lạc Già Sơn chiến đấu với Liên Minh Quân Tử. Cuộc chiến hơn nghìn người, một mình ông ta đã không thể kiểm soát thế cục. Muốn chết, lại dám ra tay với ta. Vương Diễm bị Lâm Nhất đạp bay lập tức nổi giận, xoay người đứng dậy, ngay sau đó tế võ hồn ra. Võ hồn cấp hoàng cửu phẩm Ma Văn Hổ lập tức hiện ra, thân hình như núi, ma uy cuồn cuộn càn quét tám phương. Vương Diễm sa sầm mặt, thằng nhóc Lâm Nhất này lại dám đạp bay hắn ta. Đúng là nhục nhã vô cùng. Hắn ta đưa mắt nhìn quanh, chỉ chốc lát đã nhìn thấy Lâm Nhất khí tức toàn thân mạnh mẽ như rồng như hổ. Hai nắm đấm sắt đánh mạnh về phía đám người của Liên Minh Quân Tử. Lửa giận trong mắt tăng vọt trong nháy mắt. Vương Diễm, đối thủ của ngươi là ta. Nhưng hắn ta vừa định ra tay thì một bóng người đã cầm kiếm xông tới, đánh bay hai người, đáp xuống trước mặt hắn ta. Hân Nghiên mặc áo ngoài màu hồng, quấn chiếc váy màu đỏ lửa. Gương mặt tinh xảo như hoa hồng nhuộm máu nở rộ, trong vẻ kiều diễm ẩn chứa sát ý cháy rực. Võ hồn thái âm chân thủy lượn lờ quanh người cô ta, nhanh như ánh chớp. Gió lớn mênh mông cuộn lên, thổi áo cô ta chập chờn như lửa, thế gian dù có muôn vàn phong tình cũng không sánh được với tư thế oai hùng giữa mi mày cô ta. Thái âm chân thủy. Vương Diễm nhìn giọt nước như ánh chớp bay lượn từ trên xuống dưới, vẻ mặt đờ ra. Trong mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ, sát khí toàn thân tan đi, lạnh lùng nói, Hân Nghiên. Ngươi lại vì một kẻ vừa mới vào tông mà không tiếc đối địch với ta, nhất thiết phải như vậy sao? Bây giờ ta chỉ đưa Diệp Lưu Vân đi mà thôi. Hân Nghiên nhướng mày, lạnh giọng nói, Vương Diễm, ngươi đúng là vô sỉ. Mọi chuyện hôm nay đều do người mua dây buộc mình, gieo gió gặt bão mà thôi. Đừng nói như thể mình chịu ấm ức như vậy, cứ như đàn bà. Hôm đó, ngươi dồn Lâm Nhất vào đường cùng thì cũng nên nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay. Sắc mặt Vương Diễm tối sầm, được, nếu ngươi đã cố chấp như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Chương 564. Dứt lời, trong tay hắn ta xuất hiện một thanh kiếm thon dài, kiếm rời khỏi vỏ, không hề do dự giết tới. Ta sợ ngươi sao? Hân Nghiên quát lạnh một tiếng, không hề sợ hãi, một kiếm vung ra đón đỡ. Keng! Thủ lĩnh thực sự của hai đồng minh Liên Minh Quân Tử và Lạc Già Sơn lập tức lao vào đánh nhau. Hai người Hân Nghiên, Vương Diễm đều là cao thủ bảng địa, vừa ra tay đã khiến bầu không khí của cuộc loạn chiến lập tức thăng cấp. Tránh ra! Tử Diên Hoa 36 cánh trong cơ thể Lâm Nhất đã nở ra toàn bộ, chân nguyên chứa tuế nguyệt chi lực không ngừng sao động, điên cuồng tràn ra. Dưới sự gia trì của Phục Ma Ấn, Long Hổ Quyền đánh đâu thắng đó. Đệ tử bảng nhân ở trước mặt hắn không ai có thể gắng gượng qua được ba chiêu. Gặp phải cao thủ bảng địa khó dây thì cứng rắn đỡ đòn tấn công của đối phương, không đáng để dây dưa cùng bọn họ. Trong mắt hắn chỉ có Diệp Lưu Vân đang bỏ trốn. Vẻ mặt Diệp Lưu Vân vô cùng khó coi, không ngờ Lâm Nhất lại điên cuồng như vậy, để giết hắn ta mà đối đầu với cả Liên Minh Quân Tử. Chết tiệt, thằng nhóc này đúng là tên điên. Hắn ta cắn răng, mặc kệ vết thương trên người, liều mạng chạy điên cuồng. Nếu Vương Diễm đã nói bảo vệ hắn ta thì chỉ cần rời khỏi nơi này, hắn ta sẽ không chết được. Phù phù, kèm theo tiếng hô hấp nặng nề, sau lưng đột nhiên vang lên vài tiếng hét thảm, Diệp Lưu Vân quay đầu nhìn lại. Một gương mặt tràn đầy sát ý, lạnh lùng như lưỡi dao bỗng nhiên xuất hiện trước mắt hắn ta. Dọa hắn ta sợ chết khiếp. Hắn ta hoàn toàn không ngờ Lâm Nhất lại đuổi đến nhanh như vậy. Bốp! Không cho hắn ta cơ hội nói chuyện, quyền mang đáng sợ của Lâm Nhất đã đánh xuống ngay mặt hắn. Phút, máu bắn tung tóe, phun ra vài chiếc lá vụn, sống mũi lập tức bị đánh gãy. Diệp Lưu Vân, hôm đó người xông vào Vạn Kiếm Đồ, truy sát khiến cả tông môn ta phải chạy trốn, người nên nghĩ đến kết cục ngày hôm nay. Lâm Nhất hết sức tức giận, nếu đã là đài sinh tử thì phải tuân thủ quy tắc của đài. Một trận chiến quyết định sinh tử. Một trận chiến chấm dứt ân oán. Nếu hắn chết trong lúc chiến đấu thì chắc chắn sẽ không hối hận. Diệp Lưu Vân lại giở trò này thì nên xem là gì đây?
hắn quỳ ở Huyền Võ Điện, khổ tu ngày đêm trong rừng táng kiếm, đáp ứng lời hứa hẹn của sư tỷ Hân Nhiên lại là vì cái gì? Không đợi Diệp Lưu Vân phản ứng lại, Lâm Nhất lại đạp chân vào ngực hắn ta. Khiến hắn ta phun ra máu, bay ngược ra sau, chỉ còn nửa cái mạng đang treo lơ lửng. Đám người của Liên Minh Quân Tử vô cùng sợ hãi, không ngờ một người tướng mạo thanh tú như Lâm Nhất lại có một mặt ghê gớm như vậy. Không chỉ có bọn họ, bên ngoài đài sinh tử, các đệ tử của kiếm các đã lùi ra thật xa cũng không khỏi sửng sốt. Vương Diễm đang đánh với Hân Nghiêm nhìn lướt qua, thấy được cảnh đó thì biến sắc, lập tức quát lên, bát đại kim cương đâu rồi, ngăn hắn lại. Ầm rầm rầm. Chương 565. Trong cuộc loạn chiến lập tức bùng lên 8 luồng khí tức mạnh mẽ, trụ cột vững chắc trong Liên Minh Quân Tử, bát đại kim cương đồng thời tế võ hồn ra. Khí tức đáng sợ tỏa ra từ trên người bọn họ vọt lên cao, xé gió bay đến. Âm! 8 người đáp xuống, giống như bức tường chắn ngang trước mặt Lâm Nhất. Khí thế mạnh mẽ ầm ầm rung chuyển, đẩy lùi Lâm Nhất đang nổi giận lại. Phụt! Lâm Nhất không kịp đề phòng, khóe miệng ứa máu tươi, lùi lại vài bước mới miễn cưỡng đứng vững. Bên đó có kiếm điêu, mau lên đó, trở về Liên Minh Quân Tử. Người đứng đầu trong 8 người bình tĩnh nói một câu. Diệp Lưu Vân nhặt lại được mạng lập tức sáng mắt lên, sải bước đi tới kiếm điêu cách đó nghìn mét. Bụp bụp bụp. Lâm Nhất nổi giận, muốn xông thẳng qua, nhưng Long Hổ Quyền mạnh mẽ lại không thể lay chuyển 8 cao thủ bảng địa liên thủ. Không biết lượng sức. Mau cút về đi, có 8 người bọn ta ở đây, ngươi đừng hòng tiến thêm một bước. Bát đại kim cương lộ ra vẻ khinh thường, lạnh lùng nhìn Lâm Nhất. Giống như ngọn núi cao chắn trước mặt Lâm Nhất, không cho hắn cơ hội nào. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Lưu Vân lộ vẻ đắc ý chạy về phía kiếm điêu. Bát đại kim cương đều ở đây, Lâm Nhất muốn vượt qua cũng khó. Tên Diệp Lưu Vân này cuối cùng cũng trốn được. Cảnh này khiến mọi người đều tỏ ra tiếc nuối. Lâm Nhất nhìn 8 người trước mặt, vẻ mặt nghiêm trọng, đang định rút kiếm thì mặt đất bỗng vang lên tiếng động cực lớn. Một luồng sáng màu đỏ máu giống như sấm sét bay vào tới. Tốc độ nhanh quá. Cái gì thế? Sắc mặt của bát đại kim cương thay đổi, nhưng còn chưa kịp phản ứng, huyết long mã mạnh mẽ vô biên đã đâm mạnh vào giữa 8 người. Rầm. Tiếng động lớn vang lên, 4 người ở giữa lập tức bị đâm bay đi, phun ra máu. Huyết long mã cuốn theo gió bão chạy tới, dư âm sao động, 4 người còn lại không ai tránh khỏi, cũng bị đẩy lùi 100 mét. Hàng phòng ngự kín kẽ như thùng sắt không lọt gió lại tan vỡ trước sự tấn công điên cuồng của huyết long mã. Lâm Nhất đạp chân xuống đất, bay vọt lên không, đáp lên người huyết long mã, cao giọng quát, đuổi theo. Cộp cộp cộp. Hai mắt huyết long mã nổi đầy tơ máu, 4 vó bốc lửa. Mỗi một bước chân đạp xuống đều có sức mạnh vạn cân, khiến cả chóp núi rung chuyển. Bát đại kim cương đứng dậy, sắc mặt u ám. Vừa định đuổi theo nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng mơ hồ. Diệp Lưu Vân vừa bò lên kiếm điêu, nhìn thấy Lâm Nhất đuổi tới thì sợ đến mức suýt chút nữa mềm nhũn cả chân. Chương 566. Nhưng ngay sau đó, hắn ta đã bình tĩnh lại, lạnh lùng cười nói, Lâm Nhất, mối nhục ngày hôm nay sớm muộn ta cũng sẽ trả. Muốn giết ta sao, ngươi cứ nằm mơ đi, bay, vút. Kiếm điêu to lớn dang rộng đôi cánh sắc bén như kiếm. Dung một cái thật mạnh. Gió lốc nổi lên, chở theo Diệp Lưu Vân bay lên không trung, tiến thẳng vào tầng mây. Hồi hộp cả nửa ngày, Diệp Lưu Vân chỉ còn chút hơi thở không trụ vững nữa, ngã xuống lưng kiếm điêu, thở ra một luồng khí đục thật dài. Sư tỷ, kiếm điêu bay mất rồi. Lý Vô Ưu nhìn kiếm điêu bay đi, lập tức sốt ruột hô lên. Hân Nhiên ngẩng đầu nhìn, kiếm điêu chở Diệp Lưu Vân nhàn nhã bay đi, sắc mặt lập tức thay đổi. Cô ta không dây dưa với Vương Diễm nữa, muốn lùi ra, gọi kiếm điêu của mình quay trở lại. Hân Nhiên, ngươi ngoan ngoãn ở lại đó cho ta. Ta đã nói hôm nay bất kể là ai cũng không thể động vào một sợi tóc của Diệp Lưu Vân. Vương Diễm cười khẩy, Ma Văn Hổ sau lưng theo tiếng quát lớn quấn chặt đối phương. Chết tiệt! Hân Nhiên vô cùng sốt ruột, nhưng đối phương lại cắn chặt không buông, không nghĩ ra cách gì để giúp Lâm Nhất. Cộp, cộp, cộp! Thế nhưng, tiếng vó ngựa vang vọng đỉnh núi huyết kỳ, như sấm đánh bên tai lại không hề ngưng nghỉ. Vó ngựa càng thêm vang dội,
dường như nó hiểu được chủ nhân đang tức giận, không những không dừng lại, mà ngược lại còn phi điên cuồng hơn trên đỉnh huyết kỳ này. Tiếng vó ngựa nặng nề giống như trống trận dồn dập, tiếng trống rung trời, át cả tiếng đánh nhau của hai phe đồng minh. Chuyện gì vậy? Hân Nghiên và Vương Diễm đều sững sờ, đồng thời thu tay, quay đầu nhìn lại. Đệ tử của hai phe đồng minh đều tỏ ra kinh ngạc vô cùng, có chút thất thần nhìn. Sang! Chỉ nhìn thấy một người một ngựa bất chấp gió lớn mãnh liệt như đao, chạy băng băng trên đỉnh núi, bay về phía kiếm điêu, đuổi theo sát nút. Đón gió đuổi kiếm, ngựa phi băng băng. Điên rồi sao? Kiếm điêu đã bay rồi, còn đuổi theo làm gì? Đồ ngu, nghĩ mình có thể bay được luôn hay sao? Sau cơn kinh ngạc, trong mắt Liễu Nguyệt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, cắn răng nói. Phù Quang ở bên cạnh cười nhạt nói, đồ chó tha, tốt nhất rơi từ trên đỉnh huyết kỳ xuống, ngã chết hắn đi. Soạt! Trong chớp mắt, huyết long mã lửa như ánh sáng, đang chạy nhanh như chớp bỗng dừng lại đột ngột. Chân trước giơ lên cao, huyết long mã hét lên một tiếng bi tráng, hận không thể bay. Nó là hùng ưng đất liền, nó là long mã đã thức tỉnh dòng máu viễn cổ, nó kiệt ngạo bất tuân, nhanh như tia chớp, có tốc độ vượt xa kiếm điêu. Trong lúc nguy cấp, thậm chí chỉ thiếu chút nữa là có thể đuổi kịp kiếm điêu. Bình minh sáng tỏ, chiếu cho biển mây mênh mông lóe lên ánh vàng. Dưới ánh sáng, lớp lông trên người nó giống như lửa tung bay, nhưng lại càng hiện rõ sự bất đắc dĩ. Con ngựa này đúng là thần. Nếu có thể có được con ngựa tốt như vậy thì quả là đáng giá. Đáng tiếc, dù sao cũng không phải long mã chân chính, cuối cùng Diệp Lưu Vân vẫn chạy mất rồi. Chương 567 chỉ một nhát kiếm đã giết chết cả người lẫn chim. Mọi người kinh ngạc không thôi, huyết long mã húc bay bát đại kim cương, có sức lực mấy vạn cân, chạy nhanh như bay, đỉnh huyết kỳ cũng rung chuyển dưới vó ngựa của nó, đúng là chỉ còn thiếu chút nữa là có thể đuổi kịp kiếm điêu bay cao kia. Nhưng trong lúc tất cả mọi người thở dài, khí tức mạnh mẽ vô tận bùng lên từ trên người huyết long mã. Không đúng, không phải huyết long mã, mà là thiếu niên trên lưng huyết long mã. Hộp đựng kiếm trên lưng thiếu niên ầm ầm mở ra, cánh hoa tường vi nhảy múa theo gió. Biển mây mênh mông, ánh vàng lấp lóe, bao la bát ngát, ầm ầm sóng dậy. Bên cạnh bờ biển, bên rìa vách núi, thiếu niên áo xanh tức giận rút kiếm. Cánh hoa bay đầy trời giống như gió lốc, thiếu niên bay lên theo gió. Nghênh đón đại điêu vọt lên cao kia, vung ra một kiếm. Nhất kiếm quy lục hợp, nhất kiếm đãng bát hoang, nhất kiếm lăng cửu thiên, nhất kiếm trảm phù vân. Diệp Lưu Vân đang nằm nhắm mắt trên lưng kiếm điêu, trong đầu tưởng tượng sau này mình khôi phục quay lại, dẫm lâm nhất dưới chân. Cảm nhận có điều không ổn, hắn ta mở mắt ra, lập tức cảm thấy chói mắt vô cùng. Không phải là ánh mặt trời, mà là một kiếm còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời. Trong ánh sáng dường như có một gương mặt lạnh lùng thanh tú, đợi sau khi hắn ta nhìn rõ thì sợ đến mức kinh ngạc kêu lên, Lâm Nhất. Một kiếm bá đạo vô tận chém xuống, cả người lẫn điêu nổ tung thành màn xương máu trên không trung. Tiếp đó, ánh mặt trời chiếu xuống, hóa thành mưa máu lấp lánh chút xuống. Đây là bá kiếm. Ông lão trọng tài trên đỉnh huyết kỳ kinh ngạc kêu lên, giọng nói run rẩy, trong mắt chứa đầy vẻ không thể tin nổi. Một kiếm cực dài này, một kiếm bá đạo này. Bát hoang lục hợp, phù vân cửu thiên. Bốn phương tám hướng, mây răng chín tầng. Trước ánh mắt của mọi người, luồng bá khí vô tận lởn vởn trên người Lâm Nhất, nhát kiếm tỏa ánh sáng còn chói mắt hơn cả mặt trời lập tức chém kiếm điêu và Diệp Lưu Vân thành một cơn mưa máu. Chỉ một nhát kiếm đã giết chết cả người lẫn chim. Lâm Nhất không chút do dự, dứt khoát giết chết người mà Vương Diễm không ngại vi phạm nội quy tông môn để bảo vệ. Dưới luồng ánh sáng chiếu rọi, nhát kiếm của Lâm Nhất tựa như thiên thần hạ phàm. Bá kiếm. Lẽ nào đây là bá kiếm, kiếm pháp mà nghìn năm qua trong tông môn không có mấy người tu luyện thành công? Nghe nói rất nhiều người tu luyện kiếm này đều bị thương bản nguyên, mất hết tu vi. Thật khó tin, không ngờ ngay cả kiếm điêu cũng bị chém chết. Nghe nói kiếm pháp này chỉ có một chiêu, cực kỳ kỳ quái, rất khó lĩnh ngộ. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều kinh ngạc thốt lên, cảm thấy chấn động. Họ không chỉ ngạc nhiên cuối cùng Diệp Lưu Vân vẫn khó thoát khỏi cái chết,
còn chấn động trước nhát kiếm hắn dùng để giết Diệp Lưu Vân. Phù Quang vừa mới nguyền rủa Lâm Nhất ngã chết, giờ đây chỉ biết há hốc mồm không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Liễu Nguyệt hơi sững sờ, cảm thấy hoảng hốt, nhát kiếm của Lâm Nhất thực sự khiến nàng ta không kịp trở tay. Chẳng ai ngờ được cảnh tượng như vậy sẽ xuất hiện. Mới vừa rồi mọi người còn cười nhạo hắn làm ra vẻ, không biết tự lượng sức mình, còn muốn đuổi theo kiếm điêu đã giương cánh bay đi. Nhưng trong nháy mắt, Lâm Nhất đã vả mặt tất cả mọi người. Cả đám liên minh quân tử đều trợn tròn mắt, sắc mặt Vương Diễm tối sầm, suýt không cầm chắc thanh trường kiếm trong tay. Chương 568 Hân Nghiên. Kiếm điêu của ta. Nhìn cơn mưa máu đầy trời, Vương Diễm không cầm được la thất thanh, vô cùng đau lòng. Ở Lăng Tiêu kiếm các, để có được một con kiếm điêu không hề dễ dàng. Và để nuôi dưỡng kiếm điêu lên đến cảnh giới huyền võ còn khó hơn nữa. Kiếm điêu vốn cô độc và kiêu ngạo, có khoảng 8-90% không thể đột phá thành công. Nếu không thành công sẽ chết ngay lập tức. Kiếm điêu vĩnh viễn trung thành tuyệt đối với chủ nhân của mình. Ở Đại Tần Đế Quốc cũng hiếm khi gặp được yêu thú loài chim giữ có thể thuần hóa triệt để. Có kiếm điêu thay cho đi bộ, có thể bay trên bầu trời, không những thuận tiện mà còn giúp ích rất nhiều trong chiến đấu. Theo lời đồn đại, nếu một võ giả muốn đạt tới trình độ có thể cùng múa với mây xanh, thì cần phải đạt đến cảnh giới thiên phách mới làm được. Vốn dĩ hắn ta chỉ muốn để kiếm điêu đưa Diệp Lưu Vân đi, không ngờ cả người lẫn chim đều chết. Tiếc thật, một tên vô sỉ đã hại chết một con kiếm điêu. Nhìn tư thế oai hùng của nhát kiếm do Lâm Nhất thi triển trên không trung, đôi mắt Hân Nghiên khẽ nheo lại, cô ta cười nhẹ, thầm thán phục trong lòng, nhát kiếm của Lâm sư đệ thực sự chấn động. Hóa ra ngọc bài công pháp mà hắn xin được ở Huyền Võ Điện ngày hôm đó là bá kiếm. Nghe nói hắn đã bị trưởng lão thủ các làm cho thất khiếu chảy máu, quỳ một gối xuống đất vẫn cố chấp không từ bỏ, cuối cùng mới có thể đem ngọc bài cả bộ công pháp rời khỏi Huyền Võ Điện. Tiểu tử này làm vậy là vì đã hứa với ta sao? Nhưng cũng không đến mức phải liều mạng như thế. Hân Nghiên. Vương Diễm phẫn nộ, lạnh lùng nhìn sang. Nụ cười trên mặt Hân Nghiên biến mất, cô ta lạnh giọng, Vương Diễm, bây giờ không chỉ đơn giản là cái chết của kiếm điêu. Ngươi tự tiện nhúng tay vào trận chiến sinh tử trên núi Huyết Kỳ, vi phạm nội quy tông môn, ngươi nên nghĩ lại mình sẽ gặp hậu quả gì đi. Vẻ lạnh lẽo thoáng qua trong mắt Vương Diễm, hắn ta trầm giọng, chuyện này không cần ngươi quan tâm, ta cũng rất muốn biết tông môn sẽ xử phạt Lâm Nhất thế nào khi hắn giết đồng môn ở bên ngoài đài sinh tử. Hân Nghiên cười đáp, Vương Diễm, ngươi không cần phải tự lừa dối mình. Ngay cả bá kiếm mà Lâm sư đệ cũng thi triển, đừng nói là giết một kẻ vốn đáng chết, dù bây giờ hắn có giết một người nữa, tông môn cũng sẽ không xử phạt hắn, còn ngươi. Quả thật tông môn không dám làm gì ngươi, nhưng... Cô ta đổi chủ đề, cười khẩy, nhưng ngươi đã trộm gà không được còn mất nắm gạo, để ta xem ngươi sẽ ăn nói với tông tộc Vương thị thế nào. Bị Hân Nghiên chọc vào chỗ đau, Vương Diễm lập tức sầm mặt không cãi lại được. Trên mây, Lâm Nhất thi triển bá kiếm, 36 cánh tử diên hoa trong đan điền lập tức mất màu, tất cả đều khép lại. Lúc này chân nguyên toàn thân đã bị sử dụng hết. Cơn mệt mỏi vô tận luôn ra từ mỗi tế bào trong cơ thể khiến hắn choáng đầu hoa mắt, có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào. Chương 569 Theo ta đến chấp kiếm đường. Lâm Nhất cắn môi, mấy luồng nhu kình xuất hiện dưới lòng bàn chân, liên tục thay đổi vị trí trên không trung. Dưới sự kết hợp của cương như tịnh tề, hắn như bước đi trên không, vững vàng ngồi lên lưng huyết long mã. Lộc cộc. Huyết long mã phi nước đại. Nháy mắt đã đưa Lâm Nhất tới trước mặt Hân Nghiên. Sư tỷ, may mà không làm tỷ mất mặt, ta đã giết được Diệp Lưu Vân, Lâm Nhất ngồi trên lưng ngựa, trầm giọng nói. Hân Nghiên nhẹ giọng cười, chỉ vào Vương Diễm ở phía trước, Lâm sư đệ có biết người này không? Vương Diễm. Đương nhiên là hắn biết, Diệp Lưu Vân bị hắn ta sai khiến nên mới ngấm ngầm gây ra đống rắc rối này, dồn hắn vào đường cùng. Trước đó Vương Diễm bị hung hồn thái cổ trấn áp, nhất thời không thể động đậy, Lâm Nhất đi qua đá vào người hắn ta. Nhưng chung quy vẫn vì chênh lệch tu vi quá lớn, hắn cũng chỉ có thể đá kẻ đầu têu này một phát.
ta biết, hắn là Vương Diễm, phó minh chủ liên minh quân tử, con cháu dòng chính của Vương Thị, sư huynh của Vương Ninh, Lâm Nhất bình tĩnh trả lời. Hân Nghiên hỏi, vậy ngươi có biết 3 ngày trước hắn đã nói gì không? Không biết. Vương sư huynh của chúng ta đã lớn tiếng tuyên bố ngay trước mặt mọi người, nói rằng hôm nay nhất định sẽ lấy đầu ngươi đặt trước mộ của đệ hắn. Hân Nghiên nhìn chằm chằm đối phương, nói ra từng câu từng chữ. Cô ta dùng chính lời nói của Vương Diễm để tát cho đối phương một bạt tai thật mạnh. Mặt Vương Diễm đỏ tới tận mang tai, hắn ta tự biết mình không thể phản bác lời sỉ nhục của Hân Nghiên, bèn lạnh lùng bảo về liên minh quân tử. Hắn ta chỉ có thể xấu hổ dẫn các thành viên liên minh quân tử bỏ đi. Ai cho phép ngươi đi? Nhưng hắn ta vừa xoay người, một tiếng khịt mũi đã vang lên, chỉ thấy Lạc Phong trưởng lão lạnh mặt, chậm rãi bước tới. Vương Diễm nở mặt ra, xoay người lại đáp, bái kiến Lạc trưởng lão. Hừ, tự tiện nhúng tay vào trận chiến sinh tử trên núi Huyết Kỳ, ngươi đúng là coi trời bằng vung, coi nội quy của Lăng Tiêu kiếm các như không tồn tại sao, Lạc Phong lạnh giọng quát lớn. Vương Diễm thản nhiên trả lời, vãn bối tự biết mình đã phạm phải lỗi lớn. Ngày mai nhất định sẽ đích thân đến gặp Bạch Đình trưởng lão để nhận tội. Theo ta đến chấp kiếm đường. Lạc Phong trưởng lão lạnh lùng bước tới một bước, vươn tay định bắt lấy Vương Diễm. Chuyện này. Thái độ quyết đoán đột ngột của Lạc Phong trưởng lão khiến mọi người kinh ngạc, trong mắt họ tràn đầy kỳ quái. Kể cả Hân Nghiên, tất cả đều tỏ ra khó hiểu. Lai lịch của Vương Diễm trong tông môn không chỉ đơn giản là con cháu dòng chính của tông tộc Vương Thị. Với thân phận này, hắn ta chưa thể có quyền thế lớn như vậy ở kiếm các. Chương 570 thiếu niên này thật ngông cuồng. Nếu là trước đây, cho dù hắn ta thật sự vi phạm nội quy, chỉ cần không ra tay giết người thì tông môn sẽ không xử phạt hắn ta. Nhưng hôm nay hình như đã có một số thay đổi. Các thành viên liên minh quân tử thấy vậy đều biến sắc. Vội vàng đi tới chặn Vương Diễm lại. Láo xược. Lạc Phong trưởng lão nổi giận, giơ tay lên đè mạnh xuống. Tu vi cảnh giới tử phủ đáng sợ lộ ra, cả đám lập tức bị áp chế đến mức sắc mặt trắng bệch, hộc máu văng ra xa. Vẻ mặt Vương Diễm trở nên rất khó coi, hắn ta nghiến răng, ta muốn gặp Bạch Đình trưởng lão. Lạc Phong cười khẩy, ta biết ngươi đã chuẩn bị chu toàn. Đã nhờ vả ông ta hôm nay đến đây để giải quyết trước. Nhưng ta nói cho ngươi biết, hôm nay ông ta không đến được đâu, ngươi nên ngoan ngoãn theo ta về đi. Nói xong, Lạc Phong lấy một tấm tiêu vân lệnh ra. Tiêu vân lệnh bình thường không có gì khác biệt, chỉ có thêm một đóa hoa mai. Vương Diễm biến sắc, vẻ hoảng sợ lóe qua trong mắt, hắn ta cúi đầu, vãn bối biết tội, xin tiền bối xử phạt. Coi như ngươi thức thời. Bốp! Lạc Phong sải bước về phía trước, tung một chưởng vào vai Vương Diễm, hắn ta lập tức hộc ra một búng máu, vẻ mặt cực kỳ đau đớn. Một chưởng này là bài học nhỏ dành cho ngươi trước, quy định của Lăng Tiêu kiếm các không phải thứ mà ngươi thích giẫm là giẫm. Vương Diễm sầm mặt, không dám oán giận câu nào. Đám người Lạc Già Sơn đều cảm thấy vô cùng hả hê, Vương Diễm kiêu ngạo càn quấy đã nhiều năm, chưa từng chịu thiệt thòi lớn đến thế. Đi thôi, trưởng lão chấp kiếm đường đang chờ gặp ngươi đấy. Lạc Phong áp giải Vương Diễm chuẩn bị rời đi, mặt không cảm xúc. Vương Diễm đột nhiên quay lại nhìn Hân Nghiên, Hân Nghiên, đừng quên thân phận của ngươi. Ngươi bảo vệ Lâm Nhất chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Tia sáng lạnh lóe qua trong mắt Hân Nghiên, cô ta lạnh giọng, lo cho bản thân mình trước đi, nếu ta đã đưa Lâm Nhất vào thì ta sẽ tự bảo vệ hắn. Ai cũng không ngờ Vương Diễm luôn ngang ngược, không coi ai ra gì, hôm nay lại rơi vào kết cục như vậy. Lâm Nhất cảm thấy tò mò, rốt cuộc thứ mà Lạc Phong trưởng lão lấy ra là loại tiêu vân lệnh nào. Trước mặt mọi người, Vương Diễm của liên minh quân tử bị Lạc Phong trưởng lão áp giải đi. Trong Lăng Tiêu kiếm các, đây là lần đầu tiên Vương Diễm ngông cuồng tự đại chịu thiệt thòi lớn như vậy. Các đệ tử ngoại tông kiếm các ở đây đều lặng lẽ nhìn Lâm Nhất bằng cặp mắt khác. Thiếu niên này thật ngông cuồng. Một thời gian nữa, rất có thể hắn sẽ trở thành một yêu nghiệt và thực sự thu hút sự chú ý của những người có chức vị cao. Cảnh tượng hắn ngồi trên lưng huyết long mã, bay lên cao,
rút bá kiếm ra khỏi vỏ vẫn còn quanh quẩn trong đầu mọi người. Quá mạnh! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 24.